gia đình nhà tôi thì tức là chúng tôi vợ chồng tôi lấy nhau thì cũng đã là lâu rồi, 50 đến nay là đã hơn 50 năm, con cái không lớn hết. Nhưng mà ông nhà tôi thì là 92 ông nghỉ hưu, thì ông ấy đòi đi làm không cho ông đi, lớn trốn ông đi. Ông đi thì ông ấy 2 năm tôi tìm thấy ông ở trên Lạng Sơn. Thế bây giờ thì ông ấy đòi tiền đòi của để làm nhà cho cái cô kia thì tôi cũng đưa. Nhưng đến bây giờ thì ông ấy già rồi thì bây giờ ông lại dắt cái cô kia về. Vâng. Ông ấy dắt con, ông có con riêng, con với lại cái cô đấy thì ông lại dắt về. Giờ ông ấy bắt tôi là phải nhận. Vâng. Nhắc bắt tôi là phải nhận để đưa mẹ con của cô ta về, về nhà với tôi thì để ở đây trông non tôi, là vì tôi thì già, năm nay tôi 75 rồi mà. Thì là để trông non tôi thì tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý thì bây giờ ông ấy bảo là không đồng ý thì nhà ông ấy làm ra thì ông vẫn đưa về. Thì bây giờ tôi rất là khó nghĩ, là một hai nữa là bây giờ ông ấy về họ tôi thì quê tôi làm công tác cửa Sơn Tây, ông ấy thì trên Lạng Sơn, mà nhà quê tôi thì ở Hoa Liên Ninh Bình. Bây giờ ông dẫn về quê ông giới thiệu với họ là ông ấy bỏ tôi, ông ấy lấy cô ta. Và bây giờ họ nào cũng có một cái nhà, có cái nghĩa trang riêng. Thì bây giờ là ông ấy xin đất để ông ấy với cô ta là hai mảnh xây liền nhau. Thì tôi về bây giờ họ bảo tôi gần như thế thì làm sao. Thì tôi bảo tùy họ, chứ còn tôi thì giấy tờ hộ khẩu của ông ấy tôi vẫn giữ tất cả, vẫn ở nhà hết. Thì ông ấy đi người không thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì họ cứ bảo bây giờ ông về ông giới thiệu bỏ tôi rồi. Thì bây giờ họ đất đất như vậy thì tôi nghĩ là bây giờ... Tôi hiểu là bây giờ chị cũng đang rất là bối rối đúng không ạ? Trong phòng thu thì có anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình. Anh sẽ tiếp trần với chị nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn. Vâng, chào chị. Chào anh. Rất vui là bởi vì chị nói là chị 75 nhưng mà giọng còn sang sảng, mắt sáng tay tinh đúng không ạ? Vâng, đấy là anh. Một thứ mà phải nói rằng là niềm hạnh phúc đấy ạ. À, cũng chỉ mong muốn ở ngoài 70 mà được như chị thôi. Chứ của nả rồi con cái đông đúc bây giờ mà lại bà mà lại cứ nằm ở đấy rồi lại tiểu đường mỡ máu rồi bại liệt tai biến thì khổ lắm. Thì đấy là một điều rất là vui của chị. Thế nhưng mà ban nãy chị có nói rằng là khi anh nghỉ hưu anh mới bỏ đi làm lên Lạng Sơn rồi mới quen được cái cô bạn mới này. Thế nghĩa là trước đó thì là anh chị đã có các cháu đã lớn, đã trưởng thành, và hiện nay thì hai ông bà có rất là đông con cháu rồi. Về mặt pháp luật thì anh chị vẫn là vợ chồng và tài sản chung của hai người vẫn là tài sản của hai vợ chồng. Chẳng hạn như cái mảnh đất mà anh chị đang ở, cái nhà đang có sổ đỏ, sổ hồng gì đó thì cũng đều là tài sản chung của hai vợ chồng. Không ai có quyền mà đuổi hay cắt hay là tước đoạt cái quyền đó của chị được. Còn việc anh ấy đi ra bên ngoài có thêm một ai đó yêu thương, rồi có thậm chí có thêm con chăng nữa, thì đấy cũng là, chưa kể là anh là người đầu tiên phải xác định là anh là người vi phạm về luật hôn nhân gia đình, tức là vi phạm cái chế độ một vợ một chồng. Nếu mà truy tố là anh ấy, cả anh ấy lẫn cái cô bạn gái kia ấy là đều vi phạm pháp luật. Tuy nhiên thì nếu ta chưa nói vấn đề pháp luật mà chị không thưa kiện vân vân thì giải quyết nội bộ nội tình thì tôi nghĩ thế này. Chị không muốn thì đừng để cho ai bắt mình phải nhận ai đó làm con mình hay là bạn mình hay là vân vân. Ví dụ như anh ấy bắt là mình phải gọi cái cô gọi là vợ mới đấy của anh ấy là cô em, thế rồi nhận con của cô ấy là con của mình. Nếu như mình không muốn, mình không ai bắt buộc được. Con tôi chỉ có là hai đứa tôi sinh ra giờ nọ kia thôi. Thế còn thì cái việc mà ông ấy bố trí thu xếp rồi về nó ở một gian nhà ở cạnh vân vân ấy thì đấy là việc của ông ấy. Mình cũng không quá lo lắng đến chuyện sau này chết thì chôn cạnh ai. Ông có đưa cô kia về quê giới thiệu để là ông ấy bỏ mình rồi thì mai kia thì nghĩa trang làng ta chỉ chấp nhận có hai vợ chồng đúng không ạ? Chứ còn thì ba cái mộ cạnh nhau thì hơi khó. Nhưng mà tức là chị lo rằng là nếu mà
mà ở làng ở quê người ta lại nghĩ rằng ông ấy với lại cái cô kia mới là vợ chồng thật, còn mình bị bỏ rồi, rồi có hai cái lỗ, mai kia chỉ có hai người nằm mà mình có chỗ nằm thì cũng không cần thiết. Mình Tết này về quê rồi thông qua chỗ này chỗ khác mình cũng không cần làm ầm ĩ lên, đã là chị 75, ông ấy gần 90 rồi, chỉ cần giải thích với mọi người rằng đấy là cái cô mà ông ấy nhặt ở đâu về, cô ông cứ giới thiệu linh tinh thế, chứ còn đi tuổi này rồi còn bỏ nhau cái gì, để cho mọi người trong bên nội bên ngoại cũng biết sự tình, để cũng chia sẻ với chị, đặc biệt là chị phải là người cầm cương nảy mực với các cháu đấy, các con thì chị ban nãy có nói rằng nếu mà ông kia đưa vợ về rồi đánh chết rồi hất quan tài xuống sông, tức là những cái gì mà nó rất là bức xúc, nó thương chị mà làm những việc ấy là lại vi phạm pháp luật thì không hay. Chị cứ nói với các con rằng thôi, bố mẹ cũng sống với nhau một đời cũng mấy chục năm rồi, tận đến lúc mà ông về hưu rồi bắt đầu do cái cuộc sống đi làm ăn xa rồi nó đưa đẩy, chứ còn chắc ông cũng không quá tệ bạc gì, mà ông vẫn là bố của các con. Thôi nay thì chuyện nó không may nó xảy ra thế, các con đừng có làm cái gì đấy nó quá tay hoặc là liên quan đến vi phạm pháp luật. Còn mình muốn đất đai nhà cửa sổ đỏ vân vân chị cố gắng phải giữ, đề phòng là anh ấy có thể là dùng bạo lực để anh ấy cướp lại cái sổ đỏ của chị, rồi anh ấy đem đi cầm cắm sổ đỏ để vay tiền rồi tiêu pha gì với người kia thì rồi mình trắng tay. Cho nên đây là thôi thì người thì không còn, nhưng mà những cái tài sản ấy là những thứ mà cả đời mình mới có được, thì chị phải giữ, không giữ thì chị cất đi chị gửi con, không thì chị phải gửi những người nào đấy tin cậy. Có mấy cái quyển sổ mà về đất cát nhà cửa đấy, cái giấy tờ ấy là giữ cho bản thân, để trước hết mình phải phòng thân mình, còn thì cũng không biết thế nào được, cái chuyện sau này chết nằm đâu ấy, thôi đến đâu biết đến đó. Bây giờ cố gắng sống vui vẻ khỏe mạnh cho nó thanh thản, rảnh rỗi thì đi tập thể dục thể thao. Bao nhiêu năm nay chị cũng ở một mình, chị cũng quen tôi luyện rồi đúng không ạ, bây giờ thì mình cứ tiếp tục duy trì sống thế. Thế còn cũng không nhất thiết là chị này phải là mà chấp nhận mọi điều mà anh ấy sắp đặt bày đặt. Vâng, xin được cảm ơn sự tham gia tư vấn của anh Đinh Đoàn ạ, và chúc chị sẽ giải quyết hợp lý cái chuyện gia đình của mình. Xin được cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Đồng Nai. Cho em hỏi một xíu, tại vì chuyện tình của em với bạn trai em quen nhau 7 năm rồi. Vâng. Bây giờ bạn trai em chia tay với em, nhưng mà tình cảm của em dành cho bạn đó rất là nhiều, nhưng mà giờ em cũng không muốn chia tay, và em cũng không hiểu lý do tại sao mà bạn em chia tay với em á. Mà trong quá trình bạn em chia tay với em thì cũng có đi điều trị bệnh xuất tinh sớm yếu sinh lý á. Vâng. Của một phòng khám Trung Quốc á. Rồi bạn cách đây một năm á, bạn ấy nói là không có cảm giác gì với em trong quá trình quan hệ tình dục á. Xong rồi bạn em trước khi đi khám bệnh á thì có quen một cô gái trẻ đẹp, xong rồi nhưng mà hình như vẫn không có cảm giác gì hay sao á. Rồi xong bạn nó mới đi về đi quyết định đi khám, và sau và đi khám và mổ cắt bao quy đầu rồi cắt 4 dây thần kinh cụi lơ dương vật á. Rồi xong mà xét nghiệm bị vôi hóa tuyến tiền liệt. Rồi xong mà trong quá trình điều trị khoảng 1 tháng sau thì bệnh lành hẳn, thì lại bạn đó lại có rủ bạn gái đó đi chơi một lần nữa. Sau này em phát hiện, thì bây giờ em cũng không biết là do nguyên nhân gì bạn đó, hay là nguyên nhân vì bị bệnh lý. Và em thật sự rất là yêu bạn em, giờ em không biết làm sao, mà tình cảm của bạn em đã quen nhau 7 năm rồi, giờ em không biết làm sao. Vâng, tôi rất là hiểu cái hoàn cảnh của bạn, cũng như là chia sẻ về tâm trạng của bạn lúc này. Bạn thì rất là muốn nối lại tình cảm với bạn trai đúng không ạ? Tuy nhiên thì không hiểu là tình cảm của bạn trai đối với mình thực sự như thế nào. Vâng, trước tiên thì anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn tâm lý của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời anh ạ. Dạ. Rồi chào em. Dạ, em chào nhà tâm lý ạ. Em ơi, năm nay thì em bao nhiêu tuổi và anh bao nhiêu tuổi rồi mà lại... Dạ, em năm nay 26 tuổi. Mà yêu nhau 7 năm rồi. Thực ra thì nghe qua câu chuyện thì đã thấy rằng hai bạn đã đi rất sâu vào đời sống tình cảm của nhau. Dạ, đúng rồi. Những cái chuyện như là xuất tinh sớm rồi yếu sinh lý rồi lại còn hẹp bao quy đầu rồi vân vân, rồi quan hệ không cảm xúc, mà tất cả những thứ đó, kể cả một cái đôi vợ chồng mà lấy nhau một thời gian khá dài rồi cũng chưa chắc đã thấu hiểu với nhau như thế, mà mình thì đã chia sẻ với nhau đến tận cùng của
của cuộc sống lứa đôi. Thì sao trong thời gian 7 năm ấy, bây giờ cũng 26 rồi, có bao giờ nghĩ đến cưới xin gì không? Có, lý do gì mà trì hoãn lâu thế? Cách đây khoảng vài tháng, khoảng tháng 4 tháng 5 gì đó, thì tụi em cũng có kế hoạch là đi mua đất, có nhà đồ như vậy rồi á. Đi mua gì? Để mua tính đất. Đến việc cuối năm học sang năm cưới á. Thì tự nhiên phát sinh nó có một cái đêm cuối cùng đó là em giờ cái bạn đó là không kích thích, không có lên nữa. Em mới hối bạn đó đi khám bệnh, mà bạn đó cứ nghĩ là do em không có cảm giác gì với em hay sao không biết. Cứ không, cứ nghĩ là không phải bệnh, đã mới tìm được người phụ con gái đó. Rồi về như rồi. Vậy rồi từ ngày chữa bệnh đến tới giờ nói lời chia tay với em luôn. Rồi, em không biết làm rồi. Sao. Thật ra thì em bảo em không muốn biết làm sao, nhưng thật ra em cũng đã kể làm sao rồi đấy. Tức là nguyên nhân nó cũng đã ló dạng ra rồi. Hai người yêu nhau đã có quan hệ rất sâu sắc và đã chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhưng chỉ vì một chút trục trặc trong một lần quan hệ tình dục và mới đưa nhau đi khám. Và khám rồi thì bắt đầu nó với cái bệnh nọ, nó với sọ bệnh kia. Này thế thì trước đấy thì cái chuyện xuất tinh sớm ấy có xuất sớm thật không? Dạ có thật luôn. Tức là cái đường tí lại xong hả? Là thời gian quan hệ kéo dài càng ngày càng giãn ra luôn á, có nghĩa là lâu lắm rồi, hơn cả năm nay rồi. Thế xong rồi đi khám thì bạn ấy lại cũng trong đầu bạn lại nghĩ là có thể do là quan hệ với mình nó cũng tương đối lâu, yêu nhau cũng quá dài, cho nên là cảm xúc nó không được rào rạt, thì bạn mới đi thử với một cô gái khác, đúng không? Dạ đúng rồi. Còn trẻ, để thực ra là một cách để kiểm tra lại mình, nếu như mà với cái cô đó mà ngon lành thì nghĩa là lỗi tại em. Hiện giờ thì bạn với này, em với này bạn ấy còn liên lạc ở mức độ nào? Nói chung không gặp nhau nữa, không điện thoại, không nhắn tin, không ngọn hẹn. Thì em bằng mọi cách, em đã nói nhiều cách lắm, nói chung là nhiều cách để em níu kéo, mà bạn đó vẫn cương quyết là không được. Rồi kéo dài cũng lâu lắm, khoảng 2-3 tháng gì đó, rồi em quyết định là em cắt đứt liên lạc luôn, để coi bạn đó có sức độ nhớ của bạn đó như thế nào đối với em, để cho bạn đó tự quay lại với em. Nhưng mà trong thâm tâm em lúc đêm nào em cũng khóc hết đó. Thế thì bây giờ thế này, để không khóc, chỉ muốn nói thế này này, cái chuyện chia tay em cũng sẽ sẵn sàng, nếu như thật sự không còn tình cảm, không còn duyên với nhau, em muốn gặp anh một lần. Anh sao lại chẳng gì cũng yêu nhau 7 năm sau nay lại không thể để có thể gặp nhau một lần để nói chuyện. Em chỉ muốn biết có phải là anh vì lý do buồn chán về cái chuyện là bệnh tật, anh lo rằng không thế này thế khác mà anh dứt, anh bỏ, anh chạy để cho em khỏi khổ không, hay là vì rằng là anh thế là. Đừng có hỏi làm sao, vì thực ra thì có những thứ nó tế nhị, nó không thể nói làm sao được, nhưng mà có người mà đã chọc đúng vào cái nguyên nhân rồi thì có thể anh ấy nói thật ra thì không phải là anh không còn tình cảm. Anh nhiều lúc là không được gặp em, anh cũng thương, nhưng mà vì đấy anh bác sĩ lại bảo rằng là cái bệnh xuất tinh sớm của anh không chữa được. Thế và khi mà xuất tinh sớm thế này được, nguy cơ lại còn ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này, sợ rằng sẽ làm khổ em. Thì lúc đấy mình mới biết rằng là thực ra tâm rất tốt, nhưng mà cái cách của anh làm sai. Thì mình mới tâm sự rằng là em sẵn sàng chấp nhận, rồi cùng nhau chữa bệnh, rồi sớm em cũng chịu được rồi, muốn đi cùng nhau đi hết quãng đường, rồi kể cả khó khăn trục trặc trong cái chuyện sinh con sau này thì em cũng không có ngại gì cả. Ví dụ như thế để động viên. Còn hiện nay là cứ bỏ chạy như thế này thì rất là khó. Mình khóc, mình níu, đừng có là van lại mà chỉ nói rằng bởi vì này, anh đã muốn dứt ra đi để cho mình là nghĩ rằng là anh ấy không còn yêu nữa, thì mình mới giận dỗi và mình quyết tâm cắt, thì có như thế thì mới cắt được hẳn. Nếu không thì vì tình cảm nó quá lâu dài, cứ còn nhùng nhằng thì sẽ khó dứt mà. Cho nên bây giờ em chỉ có gạ gẫm nói với anh rằng không có ngại gì cả, không tiếp tục được thì dừng lại, có gì đâu mà phải tránh em, gặp nhau một lần đi. Và gặp rồi thì không khóc, không mếu, không van lại rằng là em còn yêu lắm, anh đừng bỏ em, vân vân, người ta chẳng thương đâu. Nói đúng đi, thật ra bây giờ anh nói đi, còn gì mà chúng ta còn ngại với nhau nào, chẳng gì ăn ở, chẳng kém gì vợ chồng rồi, mọi sự cái gì ở anh em còn chẳng biết. Thế cho nên là có phải vì thế này, có phải vì thế kia không? Mà như thế thì mình mới được nghe những lời tâm sự thật đấy ạ. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn có được những cái ứng xử phù hợp với bạn trai của mình. Và chúng tôi cũng xin chúc hai bạn sẽ giữ gìn được tình cảm của mình nhé. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn.
Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Bình Dương ạ. Năm nay em 43 tuổi. Vâng. Em có một gia đình nhưng mà chồng em đi làm rất là xa. Vâng ạ. Rồi hơn gần một năm rồi ạ, em có gặp một người bạn cùng quê. Rồi cũng nó nảy sinh một cái tình cảm đó. Là duy trì bữa nay là 6-7 tháng rồi. Vâng. Nhưng mà cái tình cảm của em với anh nó bây giờ hầu như là nó rất là sâu đậm ạ. Vâng. Mà gia đình thì chồng em đi làm rất là xa, 2-3 tháng mới về. Dạ, rồi cái tình cảm giữa vợ chồng thì chồng em thì là người hiền lành. Vâng. Chứ không có phải là người đàn ông này nọ, nhưng mà xa quá, xa nhà quá. Vâng. Rồi tình cảm vợ chồng nhiều lúc nó cũng trống vắng. Mà anh này thì lại rất là bù đắp, rồi rất là chăm sóc, quan tâm tới em rất là nhiều. Vâng. Dạ. Mà em bây giờ không biết làm sao, em chỉ biết nhờ lên cửa sổ tình yêu anh nghe. Vâng. Để rồi giúp giùm em, tư vấn giùm em bây giờ em nên làm gì và em ra sao. Có nghĩa rằng là nếu như mà em một ngày mà anh không gọi cho em được 1-2 lần thì anh không chịu được ạ. Vâng. Vì anh cũng ở rất là xa em ạ, xa em tới 300-400 cây số ạ. Tức là người bạn mới quen này hả? Dạ vâng ạ. Xa như thế. Vâng, tôi hiểu là bạn đang rất là bối rối. Dạ, trong vâng lúc chồng cũng đi xa thì mình cũng thiếu thốn tình cảm đúng không ạ? Dạ, thì vâng lại ạ. Có một người bạn trai khác mà theo như lời bạn nói là lúc nào cũng quan tâm, lúc nào cũng bù đắp cái tình cảm thiếu thốn đó cho mình. Dạ, vâng rất ạ. Là bối rối và khó xử đúng không ạ? Dạ, vâng, đúng anh rồi Đinh ạ. Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn nhé và chia sẻ dạ, với vâng bạn. Xin mời anh ạ. Rồi, xin chào em. Dạ vâng ạ, em chào anh ạ. Này, ông xã thì làm từ trước giờ đều ở xa thế, suốt bao nhiêu năm nay vợ chồng cứ xa cách vậy à? Dạ 20 năm rồi ạ. Thế em à? Xin lỗi, phải anh Đinh Đoàn không ạ? Ừ, anh Đinh Đoàn. Dạ vâng. Em... mình thì ở Bình Dương, còn anh ấy làm ở đâu mà xa đến mấy tháng mới ông, về? Ông xã em mà chưa với anh, ông xã em đi làm. Ừ, Thái Lan. Không, ông xã em đi làm cầu đường ạ, hết tỉnh này đến kia. Rồi. Có nghĩa là đi khắp mọi miền trên rồi, nước Việt Nam mình. Xây xong cái này thì lại chuyển đi chỗ khác. Dạ đúng rồi ạ. Như mình nói thì ông cũng hiền lành, cũng chẳng phải là đi đâu cũng nọ kia. Mỗi lần về thì cũng thương vợ, quý con, chứ mình cũng chẳng phải chê cái gì đúng không? Dạ đúng rồi. Này thế các cháu lớn chưa? Dạ con em một đứa học lớp 8, một đứa học lớp 9, học lớp 7 anh ạ. Ồ thế hả? Bây giờ chỉ có ba mẹ con ở với nhau chứ không có ông nội bà ngoại gì ở cùng nha. Dạ không ạ, ngoại em cũng ở cách em hơn 200 cây số ạ. Ồ. Còn mình... nội thì em thưa với anh là đúng ra là em ở bên phía chồng ạ. Ừ. Nhưng mà cũng nó thời gian nó vô hạn nên không thể nói hết Đinh Đoàn, anh Đinh Đoàn được. Em rồi anh chỉ biết là bây giờ là chỉ có ba mẹ con này, ở em với ở nhau. Em ở xa ông bố mẹ chồng em rồi, 100 cây số ạ. Tóm lại thì chỉ ba mẹ con ở với nhau và dạ. Thực ra các cháu thì nó cũng học lớp 8, lớp 9, nó cũng lớn rồi. Ngày xưa dạ, vâng khi ạ. Con còn bé thì mình rất là bận rộn với việc chăm sóc chúng nó đúng không? Dạ vâng nuôi nấng rồi là vân vân. Bây giờ thì chỉ còn sao mà lo đủ tiền để cho chúng nó đi học, mà nó đi học suốt cả ngày ấy. Thành dạ, ra mình rồi. Cũng lại cảm thấy trống vắng, nhất là cái tuổi bắt đầu 40 đổ ra, con người người ta, con cái thì lớn rồi. Dạ. Vất vả thì cũng đã tạm tạm lùi về. Con người ta lại trở lại một cái lứa tuổi mà rất là cần những cái chia sẻ tình cảm. Dạ vâng ạ. Và đúng lúc ấy thì mình gặp cái bạn này. Ban nãy có nói rằng là cái bạn mà cùng quê này là chắc anh ấy cũng có vợ có con rồi đúng không? Dạ, thì anh là anh cũng có gia đình ạ. Có vợ nhưng mà hai vợ chồng cũng ly thân rồi, cũng đi vô trong miền Nam làm mười mấy năm nay rồi ạ. Đúng rồi. Dạ. Và anh đây cũng lại ở xa mình. Đúng rồi ạ, ở xa xa em ạ. Vì ban nãy nói là thôi gọi là ông xã xa thì tưởng là gặp được một người bạn người ta rất là gần gũi thôi, hàng ngày ta giúp đỡ chia sẻ, thỉnh thoảng nhà có việc nọ việc kia thì sang người ta đỡ, rồi lâu lâu thì đi uống cà phê với nhau hay là chuyện nọ chuyện kia nó cũng đỡ. Bây giờ một ông xã thì xa, lại có một ông bạn lại cũng lại xa như thế, thành ra cũng nó chỉ hơn ông xã của mình cái là cái ông này ông ấy tình cảm và ông khéo miệng đúng không? Ông còn nhắn tin, ông gọi điện, ông hỏi, ông nói là ông nhớ lắm, nhớ vừa. Thế còn ông xã thì chủ quan, khinh địch, cho rằng sống với nhau mấy chục năm rồi, việc gì phải khách sáo gì nữa. Cho nên là cứ lâu lâu để về quăng một cục tiền xong lại đi.
Còn ông này thì ông biết nhắn là không biết ở trong ấy bão tố thế nào, ôi ở chỗ anh hôm nay mưa to quá, giá lúc này mà ở thế nọ, giá mà lúc kia, mà mình cũng thấy xúc động đúng không? Dạ, vâng ạ. Có một người tâm sự cũng là cái tốt, giá mà cái ông chồng nhà mình ấy, ông lại gánh được một phần cái trách nhiệm như cái ông bạn này thì chẳng còn gì mà nói nữa đúng không? Cái chuyện tình yêu giữa những người đã từng có gia đình, đã người đang có gia đình với một người khác cũng bình thường thôi. Con người ta có phải là gỗ đá đâu mà bảo là quy định là có vợ rồi thì không có yêu ai nữa, hay là có chồng không yêu ai nữa. Chỉ có điều này, có vợ thì không lấy người nữa, mà có chồng thì không được lấy ai nữa. Chứ còn cái yêu đấy thì nó là cái cảm xúc, nó là trái tim, chắc là khó mà cấm. Mà có cấm thì người ta cũng sẽ vi phạm hết đi thôi, đúng không? Cho nên không có luật tình yêu, nhưng có luật hôn nhân gia đình. Muốn duy trì cái mối quan hệ chừng mực để trước hết là cho mình cũng đỡ trống trải này. Có điều rằng là mình cũng đừng... Nó quá đà. Ví dụ như mình vì quá nhớ mà cứ nay lại chuồng bò hỏng, mai mình lại gì đấy, xong rồi lấy cớ để gặp anh ấy, rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén rồi. Chuyện cái gì chứ, con người ta mà khi có tí tình cảm ấy khó giấu lắm. Trong mắt hai đứa trẻ nhà mình nhớ rằng chúng nó đều đang ở cái tuổi chuẩn bị cập kê yêu đương rồi. Đúng rồi. Từ trước đến giờ, nhất là cái con lớp 9 ấy, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi. Nó để ý nó biết đấy, rồi về nó này khác thì mình cũng không phải là làm cái gì nó quá tệ, nhưng mà trong lúc ba nó đi vắng, vất vả ở công trường để kiếm tiền mang về, bây giờ má ở nhà cứ gọi cái chú nào vào sửa chuồng bò, mà con thấy vừa tháng trước sửa, tháng này lại sửa, sao có mỗi cái con bò mà sao chuồng nó hay hỏng thế. Nó cứ đến tai người nọ người kia, rồi con người ta càng hiền lành bao nhiêu thì khi mà bị một chút ghen tuông nổi lên thì càng cục cằn đấy, con người ta nó cứ càng từ trước rồi quá tin tưởng, mà đến lúc mà nó choáng rồi vì chuyện nó không đâu vào đâu đến tai anh xã, rồi chuyện nhỏ nó ra lớn thì không hay. Tóm lại một câu là vui có chừng thì dừng đúng lúc, đừng có quá xa đà, nhưng mà cũng đừng nghiến răng là nghĩ rằng là thôi phải cắt rồi là tội lỗi hay thế này thế khác nhá. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Chúc bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống ạ. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình, xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hà Nội. Alo. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Tên tôi là Anh Hải ở Hà Tây. Tôi năm nay 46 tuổi. Câu hỏi chương trình nhà thật ra nói thì là trong thời gian tôi có một người bạn gái là vợ luôn, bạn đời ấy. Dạ. Thì đến giờ tôi lấy vợ được 20 năm. Vâng. Trong thời gian tôi cuộc sống thì thật ra nói là tôi nghèo. Thế thì tôi lấy vợ về thì thật ra nói trong thời gian thì tôi cũng đi làm đi ăn vất vả, nói chung là hàng ngày tôi cũng kiếm cơm về nuôi vợ đứa con. Nhưng thời gian mà vợ con tôi ở sống ở nhà vì tôi bản thân tôi nghèo quá, thật ra mà vợ bỏ tôi ra đi, nói chung là đi làm một con đường coi như là làm biếm làm quang bách ấy. Thời gian đến bây giờ nói chung là cũng gần 20 năm nay rồi, thì tôi bây giờ cũng thật ra tôi đứng vậy tôi chỉ là mong chờ thôi, tôi chả lấy ai cả nhá. Thì tôi bây giờ tôi còn sống, tôi nuôi mẹ già, bây giờ thì mẹ già tôi cũng mất rồi. Thế thì vợ con thấy nghe tin đấy tôi giúp tôi làm ăn được, thì ý là bây giờ là muốn về quay về với tôi. Thế là tôi trong thời gian đấy tôi không nghĩ là sao, mà không biết thế nào. Bây giờ tôi muốn hỏi chương trình là bây giờ thời gian bây giờ vợ con tôi là muốn nhìn lại quay về với tôi. Thế thì tôi nhiều cái nó cũng đau đầu, không biết muốn nói thế nào, muốn hỏi chương trình xem giải đáp cho tôi vấn đề là có lên cho về hay không cho về, rồi tôi mới hỏi chương trình xem cho tôi một ý kiến. Thứ hai là thật ra nói thời gian bỏ tôi đi cặp bồ bịch nhiều thằng lắm, tôi cũng nghĩ tôi chán, không biết được tôi nghĩ thương đứa con. Tôi nghĩ là bây giờ không biết là như thế nào, nếu mà hỏi chương trình xem là cho tôi một cái giải đáp. Vâng, vâng ạ. Vâng, cảm ơn. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Anh cũng đang rất là bối rối, không biết là nên cư xử với vợ mình như thế nào, đúng không ạ? Chị Nguyễn Thị Mùi là thư vấn viên của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện với anh ạ. Xin mời chị Mùi. Vâng, chào anh. Anh lấy vợ 20 năm nhưng mà từ cái lúc mà chị vợ của anh bỏ đi đến giờ là bao nhiêu năm? Thế bây giờ tổng cộng vào khoảng chừng hơn chục năm gì đó. Hơn chục năm. Thế thì trong hơn một cái chục năm đấy thì là anh chỉ sống một mình nuôi mẹ thôi à? Nói chung là tôi bây giờ thì còn hai mẹ già, nhưng mẹ già tôi mất hết rồi, bây giờ hẳn ra tôi còn sống một mình. Không không, ý muốn nói là mình cũng không xây dựng với ai cả, mình cứ sống một mình thế thôi. À thế hả? Thế và con thì cũng đi theo mẹ. Con thì lúc bây giờ tôi con còn bé, là cứ bế bồng bế cả con đi, coi như là bảo rằng là tao sẽ bế con đi, tao không bao giờ bảo đến bản thân mày nữa. Thế nào ấy kia thì tôi cũng chấp nhận thôi. Trong thời gian mà bế con tôi đi thì thật ra tôi cũng yêu con tôi, nhưng mà để rằng là thời gian tôi không biết số điện thoại, sau thời gian cô ấy gọi về hỏi ý nghĩa, tôi không biết là số điện thoại của cô đấy, mới gọi về để hỏi tình cảm, hỏi thăm con cái thôi. Thế thằng hai là ý là bây giờ trong thời gian cô đi là cô muốn ý là muốn quay về với tôi ấy, chấp nhận.
nhé. Chỉ thật ra là vợ chồng sống nhau đầu gối má kè đi. Tôi rất là tôn trọng mấy vợ con, nhưng mà cô vợ coi như là bạc tình bằng nghĩa tôi quá nhé. Tôi đấy, cái quan trọng nhất là như này này. Vợ chồng thì cái tình rồi cái nghĩa, đúng không ạ? Thế ở đây thì nó có cả hai khía cạnh. Thứ nhất là về tình, thì anh cũng cảm thấy là có một cái quãng thời gian khoảng gần 10 năm là hai vợ chồng bình thường, là tình cảm, đúng không? Thế nhưng mà sau đó thì cũng không biết là vì cái lý do gì, chắc là gia đình nhà mình nó cũng có những cái khó khăn, thì chị đã bảo anh đi, đúng không? Thì như thế, tức là về mặt tình cảm là nó cũng gọi là bị ảnh hưởng đấy. Đúng rồi. Và nếu nói về cái tình mà chị dành cho anh thì có thể là nó cũng chưa được nhiều, có đúng không? Đó. Thế nhưng mà có thể sau một quãng thời gian đi ra ngoài để mà mưu cầu một cái cuộc sống nó tốt hơn chăng? Và mới nhận ra rằng là cái người chồng của mình mới lại là cái người tốt, thì chị muốn quay trở lại, đúng không? Được rồi. Vấn đề là anh có chấp nhận một cái người vợ như thế không? Cái này nó sẽ tùy vào những người đàn ông khác nhau. Có những người thì người ta nghĩ rằng là ở đấy, đúng là cô đi mãi rồi, cô mới thấy rằng là chả ai bằng đây cả. Thế cho nên là thôi được rồi, cô về thì tôi lại chấp nhận. Thế nhưng mà tôi chấp nhận, nhưng mà trong thâm tâm thì có còn tình cảm bằng như trước hay không? Thì có lẽ là cũng rất là khó để nói rằng nó còn tình cảm hay là cái sự tôn trọng nhau nó được như ban đầu. Có đúng không ạ? Đấy. Thì tôi nghĩ là cái tình cảm là thật ra nói trong thời gian cô nó mất mát rồi, đúng không? Bạc béo đôi quá, tôi không nghĩ cái tình cảm nữa, nhìn đứa con đấy mà. Rồi, thế nhưng có những người thì người ta sẽ nghĩ rằng không, tôi cần một cái người phụ nữ là dù khó khăn gian khổ thì cũng sát cánh bên cạnh tôi để cùng với tôi vượt qua khó khăn. Kể cả lúc là khó khăn về kinh tế hay là về mặt sức khỏe, chứ còn bây giờ sẵn sàng là có thể ngả theo một người đàn ông này hay một người đàn ông khác để mà mưu cầu cái lợi ích kinh tế thì tôi không chấp nhận. Thế tức là có những cái người nam giới người ta sẽ không chấp nhận, chứ là thôi cô thích thì cô cứ đi, thế còn chuyện con thì tôi sẽ có trách nhiệm. Ví dụ như là cô khó khăn thì đấy, mỗi một tháng cần phải gửi bao nhiêu tiền thì tôi sẽ gửi, để tôi không bao giờ tôi bỏ con cả. Thế còn tôi cũng rõ là anh thì bản thân anh thì anh suy nghĩ như thế nào. Đấy, nếu như anh thương con thì bây giờ anh thương con và anh cũng lại nghĩ là có thể cái người đàn bà này là người ta rất là nhẹ dạ chẳng hạn nhá. Và bây giờ thôi thì gọi là đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Đấy, bây giờ anh thương con nhưng mà đồng thời là anh cũng lại nhìn nhận được. Nhưng mà anh phải nhìn vào cái xu hướng phát triển nhá. Tức là cái người vợ này người ta về với mình thì người ta có hiểu ra được rằng là ấy, tất cả những cái việc người ta làm đã là sai hay chưa, và người ta có toàn tâm toàn ý để mà xây dựng lại cái gia đình hay không. Cái đấy là cái rất là quan trọng, mà chỉ có anh là người sẽ đánh giá được cái đấy thôi. Anh hình dung không? Nếu tôi mời hỏi chương trình là trong thời gian mà để cô ấy bạc tình bạc nghĩa, lương tâm tôi bây giờ thì thật ra tôi không nghĩ đến cái việc đấy. Thì tôi đã bảo rằng là cô đã bỏ tôi, cô bạc tình bạc nghĩa, cô đi theo dai, cô hết cặp hết thằng nọ, cặp hết thằng kia, cô đi làm cái chuyện bậy bạ của xã hội. Giờ thật ra danh tiếng của tôi, anh em họ hàng tôi đều là biết cả rồi. Giờ cô mà quay về với tôi thì thật ra tôi cũng chấp nhận. Nên thật ra mà con cái thật ra bây giờ đã lớn trưởng thành rồi, tôi giúp được như nào tôi giúp. Thế tôi có nói với cô vợ tôi là như thế, thì cô vợ tôi có bảo thôi bây giờ tất cả cái việc mà trong thời gian năm qua đi đấy thì thôi em cũng có sai lầm sai nốt, thì em xin lỗi cho tên này về tình cảm. Không muốn mẹ có con thì cho nó con lo thế nào hay kia, nhưng tôi nên thật tôi bảo tôi không, cái việc con tôi bảo là lo, tôi không chấp nhận với cô. Xem cái chương trình bây giờ thật ra tôi khó nghĩ thì cho tôi một cái giải pháp âu sầu, nghĩa là không buồn. Chương trình thật sự là tôi đã nói là có những người thế này hoặc có những người thì sẽ suy nghĩ như thế kia. Vấn đề là trong thâm tâm anh cảm thấy rằng là anh có tha thứ được không? Bởi vì là nếu anh không tha thứ được mà chẳng qua là vì một cái chuyện là chúng tôi nói rằng anh nên thế nọ, anh nên thế kia, thế anh đón chị về, nhưng trong thâm tâm anh rất là ghét bỏ cái người phụ nữ này, anh hình dung không? Anh không hề tôn trọng một tí nào cả, thì cái cuộc sống chung sẽ không tốt một tí nào. Anh hình dung không nhá? Thế đó, thế còn ví dụ như là nghĩ đến 9 cái năm trước mà mình đã từng sống tốt với nhau thì bây giờ không cần về nhá, cô cứ cuộc sống chung. Nhưng nếu như khi gặp khó khăn thì mình thậm chí không phải là mình chỉ nghĩ đến con đâu, mà mình nghĩ đấy như là một người vợ cũ. Và bây giờ gặp khó khăn mình có thể giúp. Nhưng nếu chung sống lại, bởi vì cái việc chung sống ấy thì nó là vấn đề tình cảm, mà tình cảm thì nó phải có sự tôn trọng, sự yêu thương.
mà mình không có được sự tha thứ, mà bắt buộc phải sống chung với nhau hàng ngày, ra đụng vào chạm, đi ra ăn uống với nhau, anh sẽ thấy rất khó chịu. Anh hình dung không ạ? Anh sẽ phân tích kỹ để xem cái suy nghĩ và cái tình cảm của mình như thế nào nhé, để đưa ra một cái quyết định cuối cùng. Vâng, chúc anh vào mọi điều tốt đẹp. Vâng ạ. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Và chúng tôi cũng xin gửi lời chúc cuộc sống của anh cũng sẽ có nhiều thay đổi. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Đắk Lắk ạ. Alo, tôi vâng, nghe. Tôi nghe đây ạ. Em hôm nay là 45 tuổi. Và như là em hồi trước em có vợ rồi, bây giờ con em đã 2 tuổi rồi. Nhưng mà bây giờ là vợ em là nó đòi bỏ em, là không biết lý do gì nó đòi bỏ em, nó đòi ly dị. Thì em mới hỏi là lý do gì mà em đòi ly dị với anh. Từ hồi nào giờ anh sống với em chưa bao giờ anh có một lời nặng với em mà sao bữa nay tự nhiên em lại bỏ anh. Cho anh biết lý do. Thì cổ mới nói là coi như nếu biết lý do thì ra tòa mới biết lý do được. Bây giờ không tới nào nói được. Nếu em đã quyết định được rồi thì thôi, anh không có cản em được. Thì cái gì ra tòa rồi tính. Thì sau khi ra tòa, tụi em ra tòa là cổ mới đứng trước tòa. Là tòa mới hỏi là cái lý do gì cô lại bỏ anh. Bây giờ là cổ mới nói là bây giờ là coi như sức khỏe cổ cảm thấy yếu đuối. Bây giờ nghĩ tình nghĩa thương, nhưng mà không thể nào coi như là bỏ đi được. Giờ phút này là con còn nhỏ, cho nên bây giờ con 2 tuổi rồi, tôi quyết định là chỗ là chịu cưới quan hệ tình dục. Và là cái dương vật của tôi là nó to quá, cô chịu không nổi. Tòa hỏi là tại sao cô không nói chia tay lúc đầu mà giờ này con 2 tuổi rồi mà cô lại nói. Thì cái thứ hai nữa là sau khi tụi tôi ly dị xong rồi là tôi mới gặp một cô. Cô có bầu 3 tháng rồi mà cô tự động cô bỏ cô đi. Tôi cũng chẳng biết cũng như lý do gì mà cô bỏ đi. Tôi giờ đang vô rối, tôi không biết gì hết. Vâng, xin rất là chia sẻ với anh ạ. Cũng là đã gọi là 2 đời vợ rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì cũng băn khoăn không biết là vì lý do gì mà các cô cứ lần lượt rời bỏ mình ra đi. Vấn đề của anh sẽ được anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi chia sẻ nhé. Xin mời anh Đoàn ạ. Rồi, xin chào anh. Dạ, em chào anh ạ. Thế thằng cu 2 tuổi thì bây giờ với bố hay ở với mẹ? 2 tuổi là ở với em ạ. À thế hả? Cô kia là đi luôn, cũng không cần cả con đúng không? Dạ. Thế còn cái cô có bầu 3 tháng, cô cũng đi đâu rồi, bây giờ mình cũng không biết nữa hả? Em cũng biết nữa, giờ điện cổ cũng bắt máy luôn, mà nhà cửa thì nói chung là em không có xuống, tại vì em gặp cổ ở đường này mà thương nhau dài chết về rồi. Rồi trước là cổ làm cái bóng ba. Kinh tế gia đình của mình thế nào, bản thân mình làm ăn ra sao? Dạ thì em làm rẫy. Cũng bình thường thôi đúng không? Cũng không quá khó khăn, chẳng phải là vì kinh tế khó quá cô phải đi tìm chỗ khác để... Bản thân mình thì mình đánh giá là của mình có to không? Dạ thì cái dương vật của em là coi như chiều dài 23 phân. 23 phân rồi, ồ. Dạ, chiều to là 18 phân trên mét. Tức là chu vi đấy hả? Dạ, chiều to hả? Chu vi là 18, còn này dài là 23. Dạ. Thật ra thì của mình so với người Việt Nam thì đúng là cũng là loại to. Hãy nhớ rằng thế này này. Phần lớn phụ nữ mà có khó chịu, bị đau đớn, bị này khác không phải vì kích thước dương vật to, mà vì kỹ thuật hoặc là vì cái khả năng mà khéo léo của người đàn ông trong lúc vợ chồng quan hệ tình dục ấy chưa chuẩn. Chứ nếu em để ý thì em thấy rất nhiều cô gái Việt Nam, cô chỉ có nặng có 40kg à, cô ấy cao có 3m bẻ đôi, thế mà cô ấy lấy ông chồng tạ 2. Rồi cao gần 2m mà thấy cô vẫn nhởn nhơ hớn hở. Chắc những ông đấy thì mình không kiểm tra, nhưng mà cũng đoán thôi, người làm sao thì của nó cũng làm vậy. Chắc là các thứ của người phương Tây hay người nước ngoài nó cũng khá khẩm hơn là của đàn ông Việt Nam mình đúng không? Đôi khi về mặt thẩm mỹ nhìn thấy lại còn hay hay, có khi cũng còn ao ước. Thế nhưng mà có thể là có lúc này lúc khác, rồi khi vào cuộc mình
động tác lại mạnh quá, hoặc là mình cũng không biết rằng của mình nó dài tận 2-3 phân, thì thay vì là mình làm một phát lún sâu thì mình có thể vừa phải thôi, mình cũng đỡ đỡ bên ngoài một chút. Tức là trong lúc mà vợ chồng quan hệ nó không có trao đổi, ví dụ như anh làm này có được không, anh đưa hết vào như thế em có đau không, hay là anh chỉ một ít về ít thôi nhá, lúc nào mà em cảm thấy khó chịu thì nói anh nhé, về đại khái là những cái như thế. Em cũng có nói là có sao không em, thì có nói là không sao đâu, anh cứ tự nhiên đi, không sao hết, em không sao hết. Còn bây giờ thật ra thế này, mình cũng không phải ái ngại quá về cái của trời cho của mình nó lại to như thế. Cái lý do mà cô nói ở tòa có thể là che giấu một cái động cơ khác, một cái lý do khác mà mình chỉ có cô mới biết, đúng không? Chẳng hạn đây là ví dụ thôi, cô ấy lại quý mến một ai đó dịu dàng nhẹ nhàng mà người ta lại đang có điều kiện kinh tế, hứa hẹn cuộc sống lại thú vị hơn, lãng mạn hơn. Trong khi thì cuộc sống của mình không đến nỗi quá khó khăn nhưng mà cũng nương rẫy. Bây giờ thì thật ra chỉ muốn nói thế này này, chuyện đã xong mất rồi, chia tay cũng chia tay mất rồi. Mình chỉ băn khoăn trong cái lý do có phải là của mình to quá để mình rút kinh nghiệm đợt sau. Thế nhưng mà thật ra thì đáng nói là không phải đáng sợ lắm. Chỉ cần mình biết tế nhị mấy những điều như mình đã làm đó mà thì chắc là không có vấn đề gì. Còn bây giờ tìm thật sự lý do hay nguyên nhân để mà cô ấy bỏ mình thì cũng không cần thiết nữa. Mình cũng có thể đoán rằng có nhiều lý do mà nó tế nhị, người ta không muốn nói ra. Đàn ông còn rất là sung sức, con thì còn rất là nhỏ, có 2 tuổi. Chắc chắn mình sẽ phải đi tìm một người phụ nữ nữa để kết bạn, để mà tiến tới xa hơn. Không thể sống đơn thân được đâu. Tìm hiểu kỹ lưỡng, và đặc biệt là những cái người phụ nữ thôi chân chất, hiền lành, quen sống với nương rẫy, sẵn sàng phụ việc với mình, ra ngoài cánh đồng nương rẫy mà vẫn vui vẻ, không có đứng ở nương nhưng mà mắt thì cứ ngước nhìn lên xe con chạy trên đường. Đấy mới là điều quan trọng. Lấy được người phụ nữ thì không quá khó, nhưng mà giữ được người ta ở lại bên mình suốt cả cuộc đời thì cũng không dễ dàng. Hãy cứ bình tĩnh, rồi mình cũng sẽ có người để thương thôi nhé. Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình ạ. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình nhé. Và xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc ạ. Chào chị, tôi được 47 tuổi rồi, cái chi phục của tôi thế nào nó rất là cao, nên nhờ bác sĩ tư vấn giúp. Vâng, xin mời anh có thể trò chuyện với bác sĩ Hoàng Thúy Hải, bác sĩ sẽ tư vấn sức khỏe cho anh ạ. Vâng ạ. Vâng, tôi nghe bạn đây. Vâng, em chào bác sĩ. Vâng, bạn có nói cao là cao thế nào bạn? Nói chung là đòi hỏi một ngày, có ngày thì có một lần, có ngày thì 2 lần bác sĩ ạ. Ngày thứ hai em có 2 câu cơ. Bạn nói đi. Là em đi ra ngoài là các cô hiểu về các chồng chết ấy bác sĩ. Vâng. Đấy, người ta cứ hay thích mình, em này từ chối rất nhiều nhưng người ta vẫn thích. Vâng. Thì có phải là em không có quan hệ gì với người ta không? Vâng. Thì em nhờ chương trình tư vấn giúp em hai câu hỏi này. Người ta thích bạn vì điều gì? Bạn có biết không? Em nghĩ người ta chỉ có thích mình là người ta thiếu thốn tình cảm là một cái, thứ hai người ta thấy em có tiền. Tôi rất xin lỗi là hiện nay bạn có đang ở cùng với ai không ạ? Em đang ở cùng với vợ em. À, có vợ hả? Các con em được 3 cháu. Thế à? Vâng, các con lớn hết chưa? Một cháu bây giờ năm nay 19 tuổi, cháu đang đi học tiếng Việt nội, còn một cháu lớp 10, một cháu lớp 9. Vâng. Vợ bạn thì bao nhiêu tuổi ạ? Vợ em năm nay 44 ạ. 44. Cuộc sống tình dục của gia đình nhà bạn ổn không? Nhà em thì vẫn bình thường. Bình thường. Vâng. Tóm lại là không có vấn đề gì. Vợ không phàn nàn, kêu ca gì, không trốn chạy gì đúng không? Vâng, vâng. Bạn rất là may mắn. May mắn cả về phía bạn và may mắn cả về phía vợ bạn. Là hai người hợp được với nhau và có thể là đối tác tin cậy. Như thế là rất là tốt. Nhá. Tôi sợ là với một cái người như bạn, vợ bạn còn phải trốn. Khéo thì còn phải đi về nhà bà ngoại. Chứ còn nếu mà vợ mà cũng ổn với mình như thế thì quả thật hai bạn rất là may mắn. Quay trở lại cái mà gọi là nhu cầu á, thì tôi nghĩ là như thế này, cái mà bạn lo nhất là không biết có phải bị bệnh gì không, đúng không?
Tại sao nhu cầu của mình lấy vợ gần đấy năm rồi, lấy vợ 20 năm rồi, con đã 19 tuổi rồi. Thế bình thường thì theo nhu cầu, theo sinh lý, chồng 47 mà vợ cũng ngoài 40 thì thường nó ham muốn nó cũng giảm hơn, đúng không? Chứ nó không phải như thế nữa. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là nhà bạn có lẽ nó cũng, mình cũng không có gì phải lo ngại lắm. Bởi vì mình chỉ làm được điều ấy khi mà mình có sức khỏe tốt. Còn khi kể cả cái đầu của bạn mà rất muốn đi chăng nữa nhưng mà sức khỏe không đảm bảo, mình quan hệ tình dục xong mình đau hết cả người, chùn chân, mỏi gối, cảm giác như cơ thể nó long hết cả ra, ví dụ như vậy, mình không làm được việc gì, lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, hoặc là ngược lại, vợ thì lúc nào cũng viêm nhiễm, rồi cũng đau rát, lúc nào cũng thấy sợ, cảm giác rất sợ gần chồng, ví dụ như thế, thì mình cần phải xem lại cái việc đó. Còn hiện nay với cái ham muốn như nhà bạn thì tôi nghĩ là bạn chưa có gì phải đáng ngại lắm. Ví dụ nó như thế này thì có thể dẫn đến là lệch lạc hoặc là rối loạn này, hoặc là trường hợp bệnh lý trục trặc gì đấy của nội tiết của cơ quan sinh dục. Có thể nó do bệnh lý cơ quan sinh dục, có thể nó do bệnh lý của thần kinh chẳng hạn. Nó làm cho mình mất kiểm soát trong cái quan hệ tình dục. Đấy, thì lúc đấy mình mới đáng ngại. Chứ còn như thế này mình vẫn kiểm soát được và mình vẫn biết điều chỉnh được thì tôi nghĩ là cũng chưa ngại lắm. Thế chỉ có điều là đương nhiên thì các cụ cũng đã nói rồi, nếu mà mình đa cái nọ thì mình sẽ hại cái kia. Cái đấy mỗi một lần quan hệ tình dục nó như là một cái lao động nặng ấy. Bạn phải mất rất nhiều sức, đòi hỏi cơ thể phải có cái thời gian để mình phục hồi lại cái sức khỏe của bạn thì nó mới ổn nhá. Hiện tại nếu chưa ảnh hưởng gì đến sức khỏe thì mình cũng không ngại lắm. Em hỏi bác sĩ hay là em không có cái việc gì để mà lao động mà nó phải phải nhiều như thế bác sĩ? Em chỉ có đi ăn đi chơi thôi. À thế à? Mà hay là nó có sức khỏe mà nó đòi phải nhiều như thế? Các cô kiểu người ta biết mà, người ta bảo anh đấy ở nhà chỗ nọ chỗ này chỗ kia điều kiện có cũng có thể. Vì mình sướng quá cho nên là mình không phải làm gì, người ta phải lao động cật lực hoặc người ta lại phải đầu óc người ta phải vận dụng liên tục để người ta phải kiếm tiền, người ta còn phải lo đối phó với xã hội, đối phó với những cái mối quan hệ khác thì có thể người ta không có thời gian để nghĩ đến chuyện quan hệ tình dục. Mình đây chẳng có việc gì làm cả, chỉ có ăn và chơi thôi, thì đúng là cái lúc mà nhất là ăn no rồi xong chỉ có chơi thôi thì thường là nghĩ đến cái việc đấy thật. Tôi nghĩ là trong lĩnh vực tâm lý, nhất là ở người như bạn, thì tôi rất muốn là anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý của chương trình, sẽ chia sẻ thêm với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Thật ra thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải nói cũng đã kín kẽ rồi. Người ta nói rằng là nhàn cư vi bất thiện. Nếu như một người mà bây giờ cứ phải chạy xe ôm, bạc mặt ra, đứng đường suốt ngày, đón khách để mong muốn một ngày kiếm được vài chục ngàn mang về để lo lắng cho gia đình vợ con, thì về nhà ăn miệng bát cơm, uống chén rượu, rồi lên giường ngủ một mạch đến sáng hôm sau lại còn dậy sớm để mà đi mưu sinh tiếp. Thì đôi khi cả tuần quên luôn chả làm cái món kia. Nhưng mà vì mình cũng không phải tiêu hao năng lượng về... cũng như là về sức lực, cũng như về suy nghĩ, thành ra thì nó dồn xuống cái chỗ ấy, nó có nhu cầu nhiều hơn cũng rất là hợp lẽ tự nhiên thôi. Anh có tham gia cái thể thao gì không? Suốt ngày em chỉ có là ngủ dậy đi ăn sáng xong bắt đầu chơi với anh em bạn bè đi ô tô mà, và em thấy rồi. Mà nếu chỉ có ăn với chơi sau đấy lại bạn bè lại ra nhậu rồi ngồi cà phê xong đến giờ thì đi thu tiền xong mà mình ngồi mình thấy rằng như thế là sướng cũng được. Thế nhưng mà sướng nữa đó là tennis này rồi thể thao rồi là tiền thì mình cũng đã kinh doanh đầu tư rồi, cứ đến giờ đến phút là nó đổ về thôi. Mình tham gia cái kia nó có được sức khỏe, bởi vì mình sức khỏe cũng không chỉ đánh giá bằng cái mỗi cái món tình dục đâu, sức khỏe tổng thể của cơ thể kiểm tra thường xuyên xem mỡ máu thế nào, tiểu đường ra sao, các cái chức năng của các cơ quan trong cơ thể như thế nào. Bởi vì 47 tuổi cũng là đang 1-2 năm nữa thôi là bắt đầu chấp chới ở cái tuổi giữa trung niên với tuổi già đấy. Nó xuống nhanh lắm. Lúc ấy mình có tiền nhiều ngày kiếm được vài triệu nhưng mà chẳng may mà không giữ gìn được sức khỏe thì nó đi cũng vèo vèo luôn. Mình làm cho cuộc sống của mình nó phong phú lên một chút, cho nó khỏe mạnh, lành mạnh hơn lên.
thì cái việc quan hệ vợ chồng ấy nó cũng thăng hoa hơn. Trước hết là sức khỏe là cái vốn quý, hai nữa là cũng lo cho tương lai. Tới đây bây giờ mới có một bé học 19 tuổi đúng không? Còn hai bé, một đứa lớp 8, đứa lớp 7 á. Trời ơi, tới đây ba đứa đi học mệt đấy. Thế nên là mình cũng phải đầu tư hơn nữa vào những cái gì đấy, kinh doanh nó bền vững. Bởi vì cho vay mà không biết là có nặng lãi lắm không, nhưng mà nó cũng không phải là một cái nghề mà ổn định. Thế rồi từ cái đó nó cũng hay hướng đến những chuyện này chuyện khác, các mối quan hệ xã hội, rồi là nó đôi lúc nó cũng không được lành mạnh. Thì mình xem ra mình có tiền rồi, bây giờ mình đầu tư một cái gì đấy mà hay ho để vợ cùng tham gia được, mở shop này shop khác, nhà hàng này nhà hàng nọ, vẫn là vui chơi được, mà mình làm ông chủ, tạo điều kiện cho vài em vài cháu nhân viên nó đến nó làm cho mình, tạo công ăn việc làm cho chúng nó. Mình cũng cảm thấy mình có ích, cũng giúp được người này người khác nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp anh có thể điều chỉnh được cuộc sống của mình, cũng như là giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn chuyên gia Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Lạng Sơn ạ. Em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Em có bạn gái muốn thương 3 năm mà bây giờ bộ sinh mẹ có anh vừa gì là sức khỏe. Vâng, bạn hỏi cho bạn gái đã uống thuốc tránh thai 3 năm liên tục đúng không ạ? Vâng. Bạn gái đâu mà không hỏi? Tuy nhiên thì tôi rất là hoan nghênh tinh thần cùng chia sẻ với bạn gái của mình của bạn đấy ạ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình Trong Phòng Thu sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bạn lắng nghe. Ừ, tôi chào em. Em ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? Năm nay hơn 30. À thế ạ. Ô thế bạn gái bao nhiêu tuổi em? Bạn hơn em 2 tuổi. Ồ, thế mình chưa kết hôn à? Chưa. Thế à? Lý do gì vậy? Linh là nhiều có bầu thì cô thêm 1-2 năm cũng thế. Thế á? Cô thêm 1-2 năm á? Thế và bây giờ thì mặc dù là chưa kết hôn nhưng mà các em thì cũng đã sống với nhau như vợ chồng rồi đúng không? Vâng. Ừ. Thế và lựa chọn cái biện pháp tránh thai là bằng cách uống thuốc tránh thai đúng không? Vâng. Ừ. Bạn ấy dùng lâu chưa em? Dùng hơn 2 năm ạ. Ừ, hơn 2 năm. Có vấn đề gì không? Cái đấy chính là lý do mà chị Ngọc bắt nãy hỏi em là bạn gái em đâu ấy mà lại không gọi cho chúng tôi ấy. Đấy là vì có một số các cái vấn đề liên quan đến sức khỏe mà tôi muốn hỏi trực tiếp bạn gái em. Bạn có sức khỏe vẫn bình thường. Ừ, tôi không hiểu là em hỏi chúng tôi vì lo cho bạn gái hay là em lo là bạn gái uống thuốc tránh thai nhiều quá rồi sau này nếu lấy nhau thì nó khó. Đúng không? Ừ. Trước khi uống thuốc tránh thai thì bạn gái có đi khám không hay là tự mua thuốc tránh thai về uống? Cô khám xong cô mua thuốc tránh thai tháng về uống. Ừ, thế thì tốt rồi. Tức là thứ nhất là thuốc tránh thai thì nó là một cái biện pháp mà tránh thai có hiệu quả rất là cao. Đấy, thứ hai là nó tương đối an toàn với rất nhiều người. Thế thì tất nhiên nó cũng có những cái chống chỉ định. Chính vì vậy mà trước khi áp dụng biện pháp tránh thai bằng phương pháp dùng thuốc thì phải nên có chỉ định của bác sĩ sản phụ khoa để bác sĩ kiểm tra và ra chỉ định thì mình mới được áp dụng. Thế bạn gái em cũng khá là cẩn thận, đi khám rồi và được bác sĩ cho dùng thuốc như thế rất là tốt. Nếu mà biện pháp đấy mà có hiệu quả và nó không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bạn gái em thì bạn gái em có thể dùng cái biện pháp đấy được. Thế khi nào mà muốn có thai thì tốt nhất là nên ngừng thuốc trước khi quyết định có thai khoảng 2-3 tháng để cho cái nội tiết ở trong cơ thể của mình ý, nó ổn định và nó trở lại hoạt động bình thường. Nó không bị phụ thuộc vào cái thuốc tránh thai nữa thì lúc đấy mình có em bé thì là tốt nhất. Nhá. Có điều là năm nay thì bạn gái cũng đã 32 đến 34 tuổi gì đó rồi đúng không? Vâng. Ở cái tuổi này thì cho dù là có dùng thuốc tránh thai hay không dùng thuốc tránh thai, nếu như thời gian mà lâu hơn nữa để mà suy nghĩ cân nhắc tính toán thì đến khi quyết định thì cái việc có thai tự nhiên đối với bạn gái là nó sẽ khó khăn hơn nhiều người. Khó khăn ở đây cũng không phải là vì lý do bạn gái dùng thuốc tránh thai, mà lý do ở đây là vấn đề tuổi của bạn gái. Khi bạn gái đã bước vào tuổi 33, 35 chẳng hạn thì các cái điều kiện để mà có thai tự nhiên ở bạn gái nó sẽ khó khăn hơn ở thời điểm trước đây hoặc là thời điểm bây giờ. Thế cho nên nếu các em đã
quyết định là sẽ lấy nhau thì có nhiều điều phải cân nhắc. Tôi rất thông cảm với bạn gái. Tuy nhiên thì cái việc có con và cái việc quyết định sinh con thì ở bạn gái cũng không quá nhiều thời gian đâu nhé. Để có thể cân nhắc xem là mình có quyết định việc đấy sớm hay không. Nếu không thì đến lúc muốn thì nó lại khó. Em nhỉ? Vâng, chúc hai bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào thính giả của điện từ tỉnh Bắc Giang. Vâng, alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Chào em gặp chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Vâng, chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn đang ngồi trong phòng thu sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời anh Đoàn. Rồi, anh chào em. Vâng, em chào anh ạ. Ừ, có chuyện gì hả em? Vâng, em có trải qua một sốc tâm lý rất là lớn thì mong muốn là anh duy trì giúp đỡ và tư vấn giúp em ấy. Ừ, chắc là vâng. Liên quan đến tình yêu, tình đến mong không? Dạ vâng, đúng rồi. Đàn ông thì chắc vâng. Không sốc về cái khác được. Vâng, cũng qua chung là em cũng trải qua mối tình rất là sâu đậm 6 năm. Hai đứa thì cũng quen nhau từ hồi bé. Bố mẹ thì hai bên gia đình gần nhà nhau, làm cùng cơ quan với nhau. Cũng nảy sinh tình cảm từ bé với nhau rồi nhưng không dám nói. Mà đến tận hết cấp 3 thì em mới chủ động nhắn tin lại nói chuyện và đưa lời hỏi lời yêu thì cũng được chấp nhận. Mấy hai đứa cũng yêu nhau trong khoảng thời gian sinh viên và mấy năm đi làm thì đến bây giờ 6 năm rồi. Thì bọn em năm đợt vừa rồi cũng ra mắt với cả hai bên gia đình 2 năm nay rồi. Gia đình bên nhà gái thì rất là ủng hộ và cũng quý mến em, giới thiệu cho hàng hàng xóm, cơ quan đoàn thể nữa. Thì bên em gia đình cũng vậy, nhưng mà do bố mẹ em không thích về người yêu em, về cái tuổi tác không hợp với cả này đi kia nữa thì ông bà cũng không muốn cho lấy sớm nữa, ông bà tín quá. Thế nó cái chuyện nó cứ xảy ra, thế gia đình bên kia thì cũng muốn là lấy sớm rồi. Em thì ở giữa bên là gia đình, bên là người yêu, thì bên nữa là bên gái bên kia nữa, nó rất là khó xử. Công việc của em thì cũng là bận bịu, đi làm thì tối ngày. Nhiều khi cũng thời gian quan tâm, cũng hiểu được người yêu thì cũng hai đứa bằng tuổi nhau, nhiều khi cũng có đấu khẩu với là không hợp nhau lắm. Thì tính của em thì thoải mái, là sống là vô tư, là chuyện gì cãi nhau xong là thôi. Còn người yêu em thì sống là cái nội tâm ấy, là cứ suy nghĩ này đến kia. Thì đến lúc mà gần đây nhất thì em mới đi làm được 1 năm. Bọn em mới gần đây xảy ra chuyện là có người thứ ba xem vào. Thì người đấy là cùng cơ quan, cùng với cả đơn vị và cũng là cùng tổ, cùng công tác luôn. Thế là có chút gì đấy. Đúng em nghĩ là người em cho em hỏi chương trình là biết người em có cái suy nghĩ tư tưởng so sánh không thì em không rõ, nhưng mà công việc của em thì hơi vất vả. Còn bên kia thì cơ quan người em thì nó lại làm và nói chung là thoải mái thời gian hơn với cả em. Gia đình anh kia thì cũng khá giả hơn và cũng có một chút gì đấy là liên quan đến sếp của bên công ty người yêu em ấy. Thế là em sợ rằng em cũng sự so sánh và thay đổi và đã chia tay em. Rồi. Em muốn chương trình tư vấn. Tuyên bố chia tay lâu chưa em? Đã được 2 tháng rồi. Thì 2 tháng xong rồi 1 tháng sau thì người em công khai yêu anh kia luôn. Thế và tuyên bố một cái là cũng chấm dứt mọi quan hệ luôn, là không đi lại gặp. Chấm dứt mọi quan hệ luôn. Líu díu gì, không có buồn đau nhắn tin gì nữa. Lý do ở đây anh nghĩ chính thế này này, hai đứa đã yêu nhau, tất cả mọi sự gia đình đã biết, không còn lạ lẫm gì nữa. Đúng thì rồi. Ít ra cảm xúc nó cũng đã bị nhạt nhạt một chút rồi. Vâng. Đó, tức là đã quen quá lâu, các cụ dạy là cưới vợ thì cưới liền tay, để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Chẳng có ai gièm pha nhưng mình cũng thấy không còn xúc động rung rinh như những ngày đầu, lần đầu. Đây cũng dai dẳng 6 năm. Cộng với việc là phụ nữ người ta nhạy cảm lắm. Nghe đúng thấy rồi. Cái vẻ bên nhà em hơi chê chê cái này một tí, chê chê cái kia một tẹo. Đúng tự ái nó lại nổi lên. Thế thì một bên thì là mãi chả thấy cưới gì. Mặc dù là yêu nhau quá lâu rồi mà kế hoạch bàn nó lại cứ rằng dai. Đã hơi chán chán rồi. Mấy đứa bằng tuổi 25 thì chúng nó cũng đã có đứa con rồi, đứa thì cưới rồi. Ví dụ như thế, cô so sánh thì thấy chúng nó tới tất cả rồi. Thế mình thì cứ thế này mà chả biết được kết thúc nó đi đến đâu. Thế thì đúng cái thời điểm ấy thì lại xuất hiện một đối tượng mới. Mà đối tượng này thì chắc là thứ nhất cự ly, thứ nhì cường độ. Người ta gặp mặt nhau hàng ngày, hình ảnh chắc chắn nó lung linh đẹp rồi, ăn mặc thì sạch sẽ rồi. Và có lẽ người kia cũng là người cũng khá nhiệt tình. Anh lớn tuổi rồi ạ. Nhiệt tình hơn, thậm chí là khi chẳng hạn đây, ví dụ tỏ tình nói rằng nếu mà em đồng ý thì tuần sau anh đưa bố mẹ anh sang rồi cuối năm nay mình cưới chẳng hạn.
Thế thì một bên thì đã rệu rã mà lại không biết đi đến đâu, một bên thì ào ạt tấn công mà nhiều thứ thuận lợi. Thế là nói thế chứ lúc mà đang say đắm thì phụ nữ sống rất là tình cảm, nhưng khi nó bình tâm trở lại phụ nữ cũng biết tính toán đấy chứ. Một cái là cho nó chắc an, bây giờ mình phải đến với một người mà rất là yêu mình, mà thậm chí là phải có những cái động tác, có những cái việc mà mình cảm thấy là phải tiến tới hôn nhân, để cho gọi là cho nó yên bề gia thất. Bây giờ thật ra thế này, cái quan trọng nhất là chuyện đã xảy ra mất rồi. Bây giờ kiểm điểm lại, tìm nguyên nhân thì cũng không vì thế mà để chữa lại, chẳng qua là mình cũng để nhìn nhận vấn đề cho nó sáng, để mình đỡ ấm ức là sao lại thế, rằng là yêu nhau tận 6 năm mà đùng một cái là chuyển ngoắt một cái, nó cũng có lý do của nó thôi, chứ còn không phải chỉ để mà làm được điều gì nữa, nối không nối được nữa mà. Bây giờ cảm xúc lớn nhất ở trong em là gì? Tiếc cái ức hay là cái tự ái hay là ghen hay là... Em rất là ức vì mình đã bao nhiêu công mình vun vén cố gắng, em cũng chuẩn bị một đám cưới rất là chỉnh chu rồi, mình đi chuẩn bị đồ cưới rồi, xác định một tương lai cho hai đứa là đi du lịch này kia, mà chuẩn bị những cái thứ mà có thể cho người em một cái cuộc sống rất là tốt rồi. Cuối cùng như vậy em thấy em những sự cố gắng của em cuối cùng lại không được nhận lại một cái gì đấy, nó quá đau lòng, không có một cái con số không tròn chỉnh vậy. Rồi em đã cảm nhận được cái sự thay đổi đấy gần cái khoảng thời gian mà bọn em cãi nhau ấy. Thì xảy ra như vậy thì em mới nói với cô ấy, thì cô ấy cũng lảng tránh, là cũng nghĩ là cái kia, bảo là không có gì, chỉ anh em trong cơ quan thôi. Lúc mà em thực sự cảm nhận được thì cãi nhau to ấy, thì cô lấy lý do đấy làm lý do chia tay với em. Đấy, thôi kia nữa. Bây giờ thì anh chỉ một vài điều ngắn gọn thế này. Thật ra những cái người mà yêu nhau mối tình đầu từ hồi phổ thông rồi vắt rằng dai sang đến đại học rồi sau đấy vắt vẻo thêm vài năm nữa về sau ấy để mà đi đến hôn nhân không nhiều. Thường là những mối tình đầu nó cũng đấy, một chút lãng đãng, một chút lãng mạn nhưng mà cũng không thành công nhiều đâu. Phần lớn người ta cũng phải trải qua một vài ba mối tình rồi cuối cùng mới tìm được một người mà đi đến vòng chung kết, đúng không? Thế thì cũng tiếc, tiếc là cái vì tiếc cái việc đầu tư về tình cảm, tâm sức của mình. Việc thứ hai là bất cứ một cái gì mà nó có nóng rừng rực chăng nữa cũng cần có thời gian để nó sẽ nguội lạnh dần. Ở đây thì em cũng cần phải có thời gian để mà gọi là hàn gắn cái gọi là vết thương lòng, đúng không? Thế và một việc thứ ba nữa là lúc này thì... tất cả những cái ân hận tiếc nuối rồi nhắc nhở lại kỷ niệm cũ chỉ làm cho mình thêm bị tổn thương. Người ta cũng chả nhớ lại nữa đâu bởi vì người ta đang có những cái điều mới. Vậy thì em hãy phải tự thương mình, đi chơi đi bời với bạn trai bạn gái, kể cả karaoke, làm sao để mình được giải tỏa vui vẻ. Và mình phải xác định tinh thần rằng là con đường của mình đi sẽ phải là khác, và cái người sau này đến với mình sẽ là người khác. Mình cứ nghĩ thế này, yêu nhau 6 năm, tình cảm là thế, thế mà con gái nó còn thế, huống chi như mình là con trai. Cuộc đời nó có nhiều những điều mà nó bất chắc xảy ra không ngờ. Có những người sống với nhau 20 năm còn đưa nhau ra tòa mà. Đi với nhau từ những ngày khó khăn, bây giờ 3-4 đứa con nó lên ông nội ông ngoại mà vẫn còn đưa nhau ra tòa cơ mà. Thế cho nên mình mà có yêu lãng đãng từ phổ thông lên sinh viên 6 năm cũng chưa phải gì là kinh khủng, chưa phải là quá nhiều. Tất nhiên tiếc nhưng mà không lấy lại được thì hãy bình tâm và đón nhận một cơ hội mới nhé. Vâng, hy vọng rằng bạn sẽ tìm được một tình yêu đích thực của mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Bình. Alo. À đây rồi. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Một lần năm giao hợp và giờ lên cái tức cái buông giữa á. Vâng. Là lý do đăng ạ. Vâng. Hiện tượng đó lâu chưa hả anh? Được khoảng hơn năm rồi. À, hơn một năm nay. Chắc là anh cũng chưa đi khám ở đâu đúng không ạ? Vâng. Vâng, bác sĩ của chương trình chúng tôi là chị Hoàng Thúy Hải sẽ tư vấn cho anh nhé. Xin mời bác sĩ. Vâng, tôi chào anh. Dạ. Vâng, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? 53. 53 hả? Chị nhà anh thì bao nhiêu tuổi ạ? 49. Anh có nói là chỉ khi anh quan hệ tình dục với vợ thì mới có cái triệu chứng khó chịu đấy thôi. Còn lúc bình thường thì nó có cái khó chịu đấy không anh?
Không, bình thường thì nó không. À, bình thường thì không bị đúng không? Kể cả đó. Lúc mà đã muốn tiểu rồi nhưng mà lúc đấy anh chưa đi tiểu được ý. Tức là kể cả bàng quang nó có căng một chút thì anh cũng không bị đau gì gì. Vâng, không, không đau gì hết. Vâng, chỉ có liên quan đến chuyện xuất tinh thôi. Vâng. Vâng, thì khi nào mà quan hệ tình dục và đến lúc chuẩn bị xuất tinh thì anh cảm giác là nó đau ở bàng quang hay là đau ở cơ quan sinh dục ạ? Đau ở cái bàng quang, khó chịu, tức. Nó tức cơ hả? Sau đó anh có cảm giác muốn đi tiểu không? Không, nó tức một tí rồi hết thôi. Tức một tí rồi hết, vâng. Vâng. Ừ, ngoài cái triệu chứng đấy thì anh có cái biểu hiện gì bất thường không ạ? Ví dụ cơ quan sinh dục có gì bất thường không? Hay là anh xuất tinh có cái gì bất thường ở trong tinh dịch của anh không? À, có, nó, tinh dịch nó ra thì có lúc nó ra rất yếu mà loạn. À, thực ra cái tinh dịch của anh là anh cũng tự cảm thấy là nó không được bình thường như trước đúng không? Đúng rồi. Ừ, cái việc mà các cái triệu chứng đau mà nó liên quan đến xuất tinh ý, thì chủ yếu là các cái bệnh lý của hệ sinh dục. Ví dụ như là ở tuổi như của anh có thể là do tiền liệt tuyến, có thể là do túi tinh hoặc là do, tức là những cái bệnh lý của cơ quan sinh dục ấy ạ, thì nó có thể gây ra cái triệu chứng như vậy, mặc dù cái triệu chứng của anh nó thực ra nó cũng không phải là rõ ràng. Tuy nhiên tôi nghĩ là ở một cái người như anh 53 tuổi thì anh nên đi kiểm tra nam học đi nhá. Anh đi kiểm tra nam học ở Quảng Bình thì có lẽ là anh phải lên đến bệnh viện tuyến tỉnh ạ. Ở đó thì các bác sĩ người ta sẽ phải siêu âm cho anh. Thế rồi kiểm tra thêm một số các xét nghiệm hoặc là khám cho anh nữa. Và lúc đó thì mới có thể có hướng cho anh đó là bệnh của hệ tiết niệu hay là của hệ sinh dục. Bởi vì nó liên quan đến hoạt động sinh dục cho nên có thể nó bệnh lý ở hệ sinh dục nhiều hơn anh ạ. Thế nhưng có một số các cái bệnh lý mà liên quan sinh dục tiết niệu nó cũng liên quan đến nhau. Ví dụ như là những bệnh lý thần kinh chẳng hạn. Khi mà anh hoạt động tình dục thì cơ thể mình nó ở trong trạng thái kích thích rất là cao. Thì có thể nó cũng liên quan đến yếu tố thần kinh, tức là nó có cái đám rối thần kinh mà nó điều khiển cái hoạt động của hệ sinh dục tiết niệu ấy. Thì khi mà nó ở trong trạng thái kích thích như vậy, nó phần nào nó cũng có thể kích thích cái bàng quang của anh. Nó khiến cho anh có cảm giác là đau hoặc là tức, hoặc là chỉ cảm giác như muốn đi tiểu, nhưng thực ra không phải là do nước tiểu đầy ở trong bàng quang mà là do cái đám rối đấy nó phát ra tín hiệu như vậy. Lúc mà nó thoát ra là nó mới tức thôi. Vâng, thế thì cho dù như thế nào thì nó cũng là không bình thường rồi, đúng không anh? Thế và nó làm cho mình khó chịu như thế thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng quan hệ tình dục của anh. Thế nếu có điều kiện thì anh nên đi kiểm tra đi nhá. Anh kiểm tra nam học được là tốt nhất anh ạ. Nam học? Vâng, kiểm tra khám nam khoa ấy ạ. Bởi vì thực ra cái đấy thì nó hơi khó cho anh một chút, tức là không phải chỗ nào cũng khám được. Chính vì thế mà tôi cũng muốn là anh lên đến bệnh viện tỉnh, đó là vì như thế. Có điều kiện thì người ta sẽ kiểm tra cho anh ở trên đấy, thì hy vọng là sẽ tìm được ra là nó do nguyên nhân gì, thì lúc đấy mình mới điều trị được anh ạ. Vâng, chúc anh sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Phước. Alo, xin chào thính giả có điện từ Bình Phước ạ. Dạ, em chào chương trình ạ. Vâng, xin chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em muốn tư vấn được em với chồng kết hôn cũng lâu đó. Dạ. Nhưng mà trước khi chúng em kết hôn thì không có tìm hiểu. Nhưng mà quá trình ở với nhau thì cũng có chút tình cảm. Nhưng mà thời gian gần đây vợ chồng có xảy ra xích mích. Cũng đi đến quyết định ly hôn. Kiểu em thì muốn ly hôn mà chồng thì không muốn. Nhưng mà em muốn tư vấn là để sao mà mình cố gắng níu kéo được cái gia đình này. Thì được thì ở, mà không được thì cũng tư vấn cho em làm cách nào mà dứt khoát được luôn. Vâng, tôi cũng rất là chia sẻ về cái hoàn cảnh của bạn. Thực ra tâm lý của mình, tâm trạng của mình lúc này cũng nửa muốn là ly hôn, nửa muốn níu kéo đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời anh Đoàn. Được rồi, anh chào em. Dạ, em chào anh ạ. 40 tuổi rồi, lấy nhau bao năm rồi? Tụi em lấy nhau 15 năm rồi ạ. 15 năm à, có mấy bé, các cháu lớn chưa? Dạ, em có hai bé lớn học lớp 9 ạ. Wow. Bé nhỏ học lớp 5. Thế à? Nói rằng là vợ chồng hay xích mích thì thường là xích mích về vấn đề gì đấy? Ghen tuông hay là tiền bạc? Hay bất cứ cái việc gì cũng cứ xích mích được. Nói chung vợ chồng em là không phải là nói xích mích thì không phải là xích mích mà là không đồng quan điểm. Em thì không thích nói. Còn chồng em thì cái kiểu mà muốn làm gì thì làm, không để ý. Nên em ở sống thì cũng chán. À, ông thì vô tâm mà bà thì không muốn nhắc đúng không ạ? Dạ đúng rồi, em không thích nói mình... nhiều. Nói một lần để hiểu, nhìn nhau hiểu được rồi chứ. Mình nhìn mình hiểu chứ giờ mà cứ nói nhiều quá đâm ra thì nhàm, thì chán. Rồi,
Ông ấy có tệ lắm không? Ví dụ như có chịu đi làm ăn rồi các mối quan hệ ở bên ngoài có hay không, bồ bịch gì không, có nghiện ngập gì không, ứng xử với mọi người trong gia đình thì ra làm sao? Giống em thì mỗi cái là nghiện uống rượu thôi ạ. Còn ngoài ra là cái gì cũng được hết. Anh ấy thì nói chung là hiền. Theo mọi người đánh giá thì là anh ấy là hiền. Em thấy anh cũng hiền. Nhưng mà có cái là không chịu đi làm ạ. Không chịu đi kiếm tiền nữa hả? Thế xong cứ ở nhà thế thôi. Vâng. Bao nhiêu năm vậy, hay là trước đây từng đi làm rồi là mất việc hay như thế nào? Vợ chồng em thì làm vườn không này, chứ cũng không có phải đi làm công to lớn gì cả. Nhưng mà chẳng hạn đi ra nương ra dẫy thì đấy, hai vợ chồng cùng đi, đây toàn để cho vợ đấy, còn ở nhà quanh quẩn rồi là đi chơi thôi đúng không? Nói chung là công việc dẫy đấy thì cũng không phải làm nhiều, nhưng mà ý là chồng em kêu là bây giờ già rồi không làm nữa. 40 tuổi đã già không làm nữa, nhưng mà cũng không đi ham mê đi chơi lô đề gì đúng không? Dạ không, không có mấy cái tật xấu thì không có, chỉ mỗi nghiện rượu thôi. Giờ nghiện rượu là anh cũng biết, cái cuộc sống thì anh nghiện rượu thì kể cả cuộc sống vợ chồng thì cũng không có còn cái gì để nói nữa. Nói chung là nghe có vẻ không sử dụng được nhiều lắm vào trong nhiều lĩnh vực đúng không? Dạ đúng rồi đó. Không chịu làm ăn rồi lại còn các cái thứ khác cũng chẳng khỏe khoắn gì. Ban nãy con nói rằng đã đi đến quyết định ly hôn, tức là cả hai bên cùng đồng ý hả? Dạ không, có mình em mà em về đơn. Nói chung là tụi em sống khoảng cỡ 4-5 năm trở lại đây. Là năm nào hình như em cũng đề nghị ly hôn cả, nhưng mà anh ấy không chịu. Thì vừa rồi em mới quyết định là giờ phải đến quyết định phải mang đơn ra tòa để cho anh thay đổi, nhưng mà rốt cuộc cũng không thay đổi được. Chẳng thay đổi được đúng không? Dạ. Bây giờ bà đang kêu em mấy ngày nay thì... Kinh tế của mình, gia đình thì có khó khăn lắm không? Dạ cũng không khó khăn lắm ạ, vừa mức trung bình thôi ạ. Thật ra thì nghe sơ sơ, tất nhiên phải người trong cuộc sống cái cảm nhận hết. Nhưng mà anh thì anh thấy rằng thế này, cải biến, cải thiện ở cái tuổi 40 rồi cũng không phải dễ dàng gì. Người ta bảo uốn cây thì uốn từ lúc còn non, mình có dạy trẻ con, con dạy từ cái hồi nó còn học cấp 1, cấp 2, chứ nó lên cấp 3 nó lớn rồi mà tính cách nó định hình rồi, dạy là cũng khó. Thế đây ông xã cũng thế, 40 tuổi rồi, một người đàn ông trưởng thành, trung niên rồi, lại có con rồi và sống với nhau mười mấy năm rồi. Bây giờ cái gì chấp nhận được buông bỏ, hãy chấp nhận buông bỏ. Có những thứ mình không cải tạo được thì chấp nhận. Trên cái cuộc sống đôi khi người ta nói là sống đơn giản đi một chút, dễ tính đi một tí. Thì hãy nhìn vào những cái điểm tích cực. Nhưng mà cuộc... cái em nói đây này anh ạ, chồng em là hồi đầu năm anh bị... kiểu như uống rượu nhiều có bị loạn trí óc á. Thì bây giờ thì huyết áp lên cao nữa, mà trong cái đó bản thân mình lúc nào cũng bảo là anh thương vợ, nhưng mà bản thân mình không thương thì anh vợ thương cái nỗi gì? Đấy là cái người nghiện thì không phải lúc nào người ta cũng mất trí. Lúc tỉnh mà không uống rượu mà thì cũng nghĩ là thương vợ thương con. Thế nhưng mà vì là mức độ là đã gọi là nghiện, tức là nó không kiểm soát được rồi. Thành ra là lúc nó nhãng đi, nó thèm lại lôi rượu ra uống, và mỗi lần uống rượu thì rõ ràng là nó sẽ rất là hại đến thần kinh. Và đến một lúc nào đó thì người ta mắc chứng là loạn thần do rượu. Dạ, có rồi. Bao giờ đưa ông đi khám ở chỗ bác sĩ không? Em đã phải điều trị ở bệnh viện tâm thần 1 tháng ạ. Ồ, bây giờ thì về tính tình có ổn định không? Có lúc nào lên cái gì đấy kinh kinh sợ sợ không? Đập phá gì lúc không? Nào uống rượu đó thì em nhìn cái mặt tự nhiên mình thấy mất hồn thôi. Còn nếu mà so ra lúc mà anh chưa có bị bệnh thần kinh với vợ, nói chung là chắc cũng là do em một phần, tại vì là em đưa đơn ra tòa anh không chịu ký, thì em bực bội không cũng tính chuyện minh tinh để đấy, thì cái là quay ra suy nghĩ nhiều, uống rượu cũng đáng nhiều hơn. Nhưng mà hồi Tết em đã thấy có cái biểu hiện là bị thần kinh rồi. Thì sau đó là bị tích thêm một chắc suy nghĩ nhiều nữa, xong rồi uống nhiều nữa, rồi bị thêm cao huyết áp anh, rồi là bị luôn. Thì cũng đi điều trị rồi, bây giờ quay trở về thì em nói bây giờ về đó thì sống thì phải bỏ được rượu thì mới là hồi phục được bản thân mình. Anh cũng thêm một phần đó là anh uống rượu nhiều quá rồi bị như sức rượu giống như chức năng của đàn ông mà không còn sử dụng được nữa, cho nên mặc cảm. Bây giờ thế này, rồi anh hiểu rồi, đã rượu đã yếu người xong rồi là cũng chả có làm gì nữa, xong vợ lại còn dọa ly hôn, thành ra nhiều thứ nó bức xúc, lại cộng lại với lại cái uống rượu quá lâu rồi thành ra vân vân. Tập trung vào mấu chốt đầu tiên, hãy cải thiện sức khỏe cho anh ấy.
thậm chí có phải cai nghiện cưỡng bức ấy, lập ra một lộ trình lúc anh tỉnh táo bây giờ thế này. Em thì em chẳng phải chê anh cái gì, đấy sức khỏe là của anh. Thế nhưng mà ví dụ như đấy, từ cái việc đó nó dẫn tới là uống rượu nhiều thì gan này, dạ dày này, huyết áp này, mà bây giờ anh có đổ bệnh ra thì em là người mà phải gánh chịu những cái hậu quả ấy. Cho nên là cơ thể thì của anh đấy, nhưng mà không thể nói là anh muốn làm gì thì làm được. Vậy là từ nay đi em với anh sẽ cùng nhau có một cái lộ trình để mà điều trị thế này. Em thì không bắt anh cắt cơn rượu nghiện ngay, thế nhưng mà phải làm cái lộ trình giảm dần dần chẳng hạn. Nó có nhiều cái biện pháp để mà gọi là cai, nó có hai cái. Một là cai cắt cơn luôn, nhốt luôn, và để cho kè cả vật vã xù một mép, có thèm chẳng nữa cũng kiên quyết không cho. Để 5, 7, 10 ngày, nửa tháng nữa, nó dần dần nó quen mà thấy nó không còn chịu đựng được nữa thì mình thôi. Thế còn không thì nếu một người còn tỉnh táo và hợp tác ấy, thì sẽ cai nghiện theo kiểu gọi là rút dần dần đấy. Cải thiện được cái sức khỏe cho anh ấy, thế xong rồi mình cũng lại nhìn nhận về các cái vấn đề mâu thuẫn vợ chồng nó cũng nhẹ nhàng đi một chút. Chưa chắc mình đã nghĩ đến chuyện là ly hôn đâu, vì xét về nhiều góc cạnh thì anh cũng có những cái điểm mà không quá tốt nhưng mà cũng còn chấp nhận được. Thứ hai nữa, về mặt tâm lý, tình cảm, ấy, sống với nhau mười mấy năm, có hai đứa con, lúc này ông ấy đã nghiện rượu đến mức độ không kiểm soát được, rồi lại ốm đau bệnh tật mà mình cứ nằng nặc ly hôn thì mình cũng cảm thấy mình hơi tệ tệ. Thế rồi các con sau này ví dụ nó lại trách khiếp mẹ ác thế, bố thế mà mẹ kiên quyết bỏ. Thế thì bây giờ để tập trung cải thiện ông ấy cả về mặt sức khỏe cũng như là mặt tinh thần nhá. Anh nghĩ rằng là các bác sĩ cùng một lúc đấy, không phải chỉ có là khuyên đâu ạ, dùng thuốc tây này, rồi là uống thực phẩm chức năng, rồi là uống thuốc đông thuốc nam để giải cái nọ giã cái kia. Thế rồi thậm chí là nhắc anh là lao động cũng là một hình thức trị liệu cai nghiện rất là tốt. Cứ chịu khó đi làm lao động tay chân ấy, nó cũng nhãng đi. Nhàn cư vi bất thiện, ngồi nhà rỗi không có việc gì, bắt đầu mới nghĩ đến rượu, đến thèm. Chứ một người mà ở trên nương trên dãy, hoặc là người ta bận quần quật suốt ngày, thì cái việc mà đầu óc nghĩ đến rượu nó cũng hạn chế đi. Nên anh nghĩ rằng cái mục đích đầu tiên vẫn là cải thiện cái sức khỏe cũng như là cái bầu không khí gia đình. Thế còn thì khi mình làm hết nước hết cái, đã công sức đến thế rồi mà không thể được nữa, thì lúc đấy nghĩ đến ly hôn. Và ly hôn thì nói rồi, em đã đưa đơn thì em biết rồi đấy, đúng không? Tòa cũng gọi, cũng tư vấn hòa giải. Và nếu như mình cứ thấy rằng không thể tiếp tục hàn gắn được thì người ta cũng sẽ quyết thôi. Không cần nhất thiết là phải có chữ ký của ông hay là không. Vâng, hy vọng rằng bạn sẽ cùng với chồng mình vượt qua những khó khăn của cuộc sống và tiến tới xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn nhé. Xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Alo, thính giả gọi điện từ Sơn La phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Muốn hỏi xem là em có hai vợ rồi, xong giờ vợ em có con hết rồi thì người đấy muốn bảo em đi ở cùng ạ. Vâng, câu chuyện của gia đình bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho bạn nhé. Rồi, chào em. Vâng, em chào anh ạ. Có hai vợ, tức là hiện nay đang cùng sống với hai vợ ấy hả? Không ạ, là cũng vợ cả của em ạ. Thì là em lấy nhau được 7 năm rồi, xong thì là em có con trước rồi, xong bây giờ gọi là người đấy gọi là cũng không phải vợ đó. Thì người yêu của em đợt trước ạ. Cũng có quan hệ với nhau trước tháng em cưới vợ ạ. Thì cũng có con ạ. Bây giờ cô ấy là bảo em muốn em đi ở cùng ạ. À, tức là mình thì đi cưới vợ, vợ cũng có con rồi. Thế và trong thời gian đó thì cái cô người yêu trước khi cưới vợ ấy thì cũng quan hệ với nhau. Bây giờ cô cũng có con. Vâng. Biết chắc là con mình không? Chắc chắn ạ. Thế... giống em như lúc ạ. Ừ, và cô ấy nói rằng là bỏ vợ đi để đi với em hả? Vâng. Em có yêu cô không? Bây giờ em với vợ em rồi thì em cũng gọi là cũng vẫn yêu nhưng mà... Nhưng không thể lấy đúng không? Vâng, không. Tức thể là, lấy được. Vì em đã có hai con rồi ạ. Ừ. Em có hứa hẹn gì với cô ấy không? Không ạ, em không hứa gì ạ. Em bảo cô ấy thì bảo là trước bảo là nếu mà anh lấy vợ thì anh tôi lấy xong em chỉ xin một đứa con nữa ạ. Rồi, thế xong cho cô đứa con rồi. Bây giờ thì cô lại được đằng chân, cô lại lân đằng đầu là muốn là sang ở cơ đúng không? Vâng. Bởi vì em lái xe. Em lái xe xong họ cô ấy gặp em nên bên xe cứ gặp em nói thầy thế nọ. Hãy dứt khoát thôi, mình đã xác định cô là người cũng chủ động,
cô ấy xin con. Tất nhiên là cái làm từ thiện không đúng cách, thế nhưng mà cô ấy xin thì cũng đã cho rồi. Thế còn thì không thể phá nát cái gì mà mình đang có được, đúng không? Hãy nói thẳng với cô rằng thật ra thì ngày đấy thì cũng lại có tí tình cảm, nhưng mà thật sự nó cũng không đủ sâu sắc để mà tiến tới hôn nhân. Thế còn thì việc bây giờ này chúng ta đã, em đã có con thì đấy là đúng với lại cái nguyện vọng của em. Anh thì không thể, anh nói luôn, anh không thể bỏ vợ và hai con anh để đánh đổi để lại quay lại với em được, đúng không? Cái đấy thì em cũng đã nói rồi ạ. Tức là em đi làm từ thiện cho người ta một đứa con trong khi là mình đã cưới vợ rồi ấy gì? Vâng. Chứ không phải là quá khứ. Giá như mà cái việc mình quan hệ với cô nào đấy có con nhưng mà rồi sau đấy mới đi lấy vợ thì nó khác. Còn đây trong lúc có vợ xong lại có một cái cô mà cô ấy đi lái xe xong gặp cô xong cô ấy xin con. Thì đúng là cái chuyện đấy là phụ nữ thì cảm thấy là đây là bị phản bội. Hãy nói hết thật với cô ấy, lúc này chả giấu làm gì cả. Thật sự ra thì anh, cái nghề việc của anh đôi khi nó cứ va chạm với những đối tượng phức tạp. Anh thì anh cũng chả có yêu thương gì cái cô ấy. Thôi thì cũng gặp gỡ qua đường rồi, chuyện nó xảy ra như thế. Anh cũng chả giấu gì em, nếu cần thiết anh cho em đi gặp cô ấy này. Thế còn bây giờ thì em muốn xử lý anh thế nào thì anh cũng phải chấp nhận. Nhưng anh thề, anh hứa, anh đảm bảo là chỉ có yêu mẹ con nhà em. Thế còn thì cái việc mà chuyện nó lỡ rồi bây giờ thì cũng chẳng biết làm thế nào, chẳng lẽ lại lên chửi bới người ta vì người ta cũng không có cái lỗi gì, lỗi là ở anh, ví dụ như thế. Biết đâu cái cô kia lại là người mà chủ động gọi điện nói cho vợ em hết rồi, thế mà mình lại cứ ngang bướng, mình lại cứ rằng không có gì đâu thì người ta lại càng nghĩ rằng mình là cái người mà không thành khẩn. Trong cuộc sống vợ chồng đôi khi thành khẩn thì được khoan hồng, chứ cứ ngoan cố thì bị nghiêm trị. Pháp luật cũng thế thôi, rất đề cao sự. Thế thì bây giờ cứ như thế, cộng với việc là chứng minh bằng cái cuộc sống hàng ngày của mình, mình hết lòng thương yêu vợ con, mà rõ ràng là đấy, thứ bảy chủ nhật thì ông ấy có thế nọ thế kia đâu, vẫn ở nhà với vợ với con, rồi là lương lậu thì được đồng nào cũng đưa cho vợ cho con. Chứ trước thì tháng đưa 15 triệu, bây giờ trước còn 5 triệu thì bà nghi ngay là chuyện là chuyển cho cô kia 10 triệu, đúng không? Nếu mà đợt này mà xe cộ xăng dầu nó lên mà khách khứa nó ít, là nó không khá, chia sẻ luôn, tháng này chán quá, khi là thôi cũng chỉ em cầm 7 triệu thôi, nó hụt nó không được như mấy tháng trước, dịp này nó thế nọ thế kia. Nhưng tin là ấy được. Nhưng mà với cái cô mà cứ rủ em đi thì đừng tặc lưỡi, bởi vì xa chân một lần thì rồi sẽ không có đường quay về. Chuyện cũ mình đã làm cho vợ tổn thương như thế thì chỉ dừng lại ở đấy là đủ nhá. Chứ bây giờ lại thấy cô ấy cứ chặn đường. Nhưng mà em có bao giờ gọi điện cho cô ấy đâu, nhưng mà cô ấy suốt ngày cứ gọi điện. Em cứ bảo là ơi, cái đấy là trước thì yêu nhau thật, nhưng mà bây giờ thì yêu đấy không đến được với nhau, thì mình cũng có con với nhau, nhưng mà anh không thể sống với em được, anh còn có gia đình thì... Thế thì em nói hết xong cô ấy cứ bảo là thế nào thì em cứ phải đợi anh. Em bảo là cô ấy lấy chồng đi. Mình cũng không can thiệp về những chuyện cô có lấy chồng hay cô ấy đợi hay không thì tùy. Nhưng mà nói thẳng là anh thì không thể mà để lấy em được. Anh còn vợ còn con. Thế còn thì nếu như đúng nó là con mình mà sau này mình có điều kiện mà cô thì nó quá khó khăn trong việc nuôi con, mình có thể hỗ trợ tài chính hay như thế nào đó. Thế nhưng mà cái đó thì cũng cần phải hết sức khéo léo, bởi vì vợ mà biết ấy, là san sẻ tài chính một vài triệu một tháng có khi cô không lo đâu. Bằng cái việc là cho tiền nghĩa là phải mang lên là gặp con là gặp mẹ nó. Thế là cứ cái nọ nó sỏ cái kia, đúng không? Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Thái Bình. Alo. Alo, vâng, xin lỗi chương trình, tình yêu cho em gặp bác sĩ ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, chúng em thì nó cũng hơi sâu xa tí, mà em cũng hỏi bác sĩ rằng là em thì cách vợ em thì cũng hàng tuần. Nhưng mà khi nào về ấy thì ví dụ là về nhà liên tục ấy thì có thể là cái chuyện chăn gối thì nó liên tục được, mà ví dụ là một tuần mới về một lần mà như kiểu cái chuyện chăn gối nó bị chết đi không? Vâng. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp xem là tại làm sao mà có biện pháp nào để trợ giúp.
Vâng, vấn đề của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng ạ. Tôi chào bạn. Dạ vâng ạ, chào bác sĩ ạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, bác sĩ ơi, em năm nay 48. À, 48, vâng. Thế vợ của bạn thì bao nhiêu tuổi ạ? Vợ em là sinh 46, sinh năm 72, em sinh năm 70. À, tức là bạn hơn vợ 2 tuổi đúng không? Hai vợ chồng cũng xem. Vâng. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là nếu mà muốn để chứng minh là tình yêu này, muốn để chứng minh là mình không có gì, muốn để chứng minh là mình là người chung thủy, mình không phải là cái người phản bội vợ, thì nó có nhiều cách lắm, chứ không cứ là cứ phải qua cái chuyện quan hệ tình dục. Chưa kể là em nói thật với bác sĩ là em cũng hết tầm lắm, tất cả nọ kia, con cái, gia đình, rồi vợ con thích cái gì sắm sửa đầy đủ. Ý tôi muốn nói rằng là thực ra cái chuyện quan hệ tình dục mà để là cái cách để chứng minh tình yêu ấy, thì vợ bạn tôi cũng không rõ là vợ bạn nó cái khả năng đối với bạn nó thế nào thôi. Chứ còn thực ra với một cái người phụ nữ 46 tuổi ấy, mà rất là muốn là chồng thể hiện tình yêu bằng cái cách quan hệ tình dục mà. Thì tôi cho là nó có vẻ nó chưa tới được. Bởi vì một cái cách mà để chứng minh rằng tình yêu của chồng chỉ có qua quan hệ tình dục thì nó thì chồng thì vợ bạn thực ra lại là người quá đơn giản. Nhưng tôi sợ là cô ấy còn đòi hỏi cao hơn cơ. Cô ấy đòi hỏi là bây giờ anh phải nhạy cảm, anh phải tinh tế. Anh bây giờ anh cũng có tiền, anh có điều kiện, anh giao tiếp nhiều, anh phải có những cái cách thể hiện tình yêu mà nó lãng mạn. Hay là vợ anh lại đòi hỏi anh là phải thăng hoa trong chuyện ấy, ví dụ như vậy thì nó mới khó. Theo tôi thì thế này, nếu có điều kiện, con nó cũng lớn rồi. Lúc nào đấy anh có thể đưa vợ lên chơi với anh một tuần. Không nên gì. Chơi với anh một tuần để làm gì? Để cho cô ấy hiểu công việc của anh. Và cô ấy hiểu cái con người của anh. Anh nói với cô ấy như thế. Bây giờ không làm việc gì nữa, nên trên này ở hẳn mà em đào tạo nghề cho làm luôn. Cái này không nên, nên cứ khổ thế này. Bây giờ anh phải nói với cô ấy rằng là anh ở với em nó là cả tình cả nghĩa rồi. Anh em mình ở với nhau đã được lên thành chức ông bà rồi. Con lớn có, con bé có. Bây giờ mình có rất nhiều việc mình phải làm. Mình còn phải lo cho những cái đứa kia nó đi học, rồi nó trưởng thành, nó phát triển, mình mới yên tâm được. Anh chả có hơi sức đâu mà anh lại phải đi quan hệ tình dục với người nào khác ngoài em. Mình em anh còn phục vụ chưa đủ. Anh nói với bạn như thế nhá. Còn bây giờ nếu mà em cứ bắt anh chứng minh tình yêu bằng cái cách quan hệ tình dục ấy, thì chả mấy chốc mà anh suy sụp sức khỏe rồi anh chả làm được cái việc gì đâu. Nhá. Bảo với cả bạn như thế. Và hai vợ chồng trao đổi thẳng thắn, chia sẻ, anh cũng đừng có gọi là sợ người ta quá. Hay là anh đừng có mà chịu nhún quá, người ta lại tưởng mình có lỗi thật. Mình đang vất vả mà. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn anh. Cảm ơn chương trình của tình yêu ạ. Chúc cho anh sẽ giải quyết được việc của mình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Nha Trang. Alo. Dạ, em chào chị ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Câu hỏi là em có chồng sau là đầu 47 tuổi là 50. Thì mình muốn có em bé thì có được không? Vâng. Câu hỏi của bạn thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng, xin mời chị ạ. Tôi chào em. Dạ, em chào chị ạ. Hai câu hỏi của em đều liên quan tới sức khỏe sinh sản nhỉ? Dạ. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, 32. 32 á hả? Em đang hỏi câu chuyện của bản thân em đấy hả? Dạ đúng rồi chị. Tức là em có một chồng trước. Thì chồng em bây giờ đang có vợ hai. Thì anh vẫn nói là do em không chịu chiều ảnh trong vấn đề đáp ứng yêu cầu tình dục hàng ngày. Thì là cũng một phần ảnh chán, em thì lại không nghĩ thế. Em chỉ nghĩ là yêu nhau là chính, nhưng mà anh không quan trọng vấn đề đó. Thì anh kêu cái đó một phần quan trọng, nên là anh đã có bồ người khác. Thì em không chấp nhận, em đã quen anh này thì đang định chuẩn bị tiến hôn nhân. Thì anh lớn tuổi quá, em sợ nếu mình có con thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe em bé và trí thông minh của nó không. Đúng rồi, điều em lo lắng cũng rất là đúng thôi.
Bạn trai mới của em là gần 50 tuổi à? Dạ đúng rồi. Thực ra thì đối với đàn ông ấy thì để mà có thể có thai tự nhiên được ý, thì cái chất lượng và số lượng tinh trùng đối với họ là quan trọng nhất. Thế thì rất nhiều người đàn ông thì có khi là tuổi rất là trẻ nhưng mà cái số lượng cũng như là cái chất lượng của tinh trùng nó vì một cái lý do nào đấy nó đã bị trục trặc rồi. Cho nên là có khi người ta bị vô sinh mà trong khi tuổi người ta rất là trẻ. Thế ngược lại thì có những người đàn ông thì người ta rất là khỏe mạnh. Thậm chí tuổi 50, 60 đến 70 người ta vẫn có thể có con bình thường được. Thế và cái quan trọng là một phần nữa chính là phụ thuộc vào em ấy. Nhá. Tất nhiên em 32 tuổi thì cũng chưa có gì gọi là phải là cao lắm. Thế nhưng mà cơ hội đối với em thì chắc chắn là nó sẽ khó hơn những cái bạn mà người ta 20 tuổi chẳng hạn. Ví dụ thế. Thế cho nên là chị nghĩ rằng là như em bây giờ này, trong giai đoạn này như của em thì cái việc mà có thai thuận lợi hay không thì nó phụ thuộc vào cả hai người. Thế phụ rồi cái việc mà còn em có thể yên tâm là nếu mà mình có thai thuận lợi dễ dàng thì mình không có phải lo gì cả. Những cái người mà khi mà em lo sợ là khi mà tuổi cao á thì con có thể bị dị tật này hoặc là bị những cái dị tật thai nhi hay là mắc một số các cái bệnh đúng không? Thì thường cái đấy là gặp ở phụ nữ lớn tuổi nhiều hơn nhá. Tức là mình nghĩ khi mà phụ nữ mình mà cao tuổi mà mình mới quyết định có thai hoặc là lúc đó mình mới có thai để sinh em bé thì những cái nguy cơ rủi ro đối với người mẹ cũng như là đối với thai nhi, thậm chí là đối với em bé khi nó sinh ra thì thường là gặp ở người mẹ nhiều hơn. Tức là do tuổi của người mẹ nhiều hơn nhá. Thế việc đấy là quyết định. Quay trở lại cái vấn đề thứ hai của em thì nó chính là cái vấn đề mà liên quan tới cái sức khỏe tình dục. Thì ở đây nó có hai phần, một phần nó liên quan tới tâm lý và một phần thì nó liên quan tới cái sức khỏe. Chị muốn nói rằng là cái thực ra thì cái gọi là quan hệ tình dục ấy, mình nó tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người. Mình cho nó quan trọng thì nó là quan trọng và mình bảo nó là bình thường thì nó là bình thường. Cái này nó hoàn toàn phụ thuộc vào quan niệm của hai em. Nó cũng là một cái phần mà cũng khá là quan trọng trong cuộc sống. Nhưng bên cạnh đấy nó không phải là tất cả, bởi vì có rất nhiều người, người ta vì lý do bệnh tật, vì lý do sức khỏe hoặc vì bất kỳ một cái lý do nào đấy, họ vẫn có thể sống bên nhau, vẫn yêu thương, vẫn chăm sóc nhau nhưng không có quan hệ tình dục. Chính vì vậy mà nói nó là tất cả thì nó không phải là như thế. Tuy nhiên thì nếu như nó ở hai người mà điều đấy xảy ra thuận lợi, dễ dàng và người ta được cảm thấy hạnh phúc thì cái việc đấy nó cũng khá là tốt mà em. Nhá. Em muốn hỏi là nếu em từ hồi em lấy chồng đến giờ thì em không có cái ham muốn gì thì có cần đi khám để kiểm tra lại không chị? Em có cần phải đi khám. Bởi vì cái ham muốn về cái nhu cầu về tình dục này nó phụ thuộc vào hai phần. Phần thứ nhất là nó phụ thuộc vào thể chất, phần thứ hai là nó phụ thuộc vào tâm lý. Ví dụ nó phụ thuộc vào thể chất thì có thể là cái nội tiết tố sinh dục của em nó có vấn đề, có thể là cái cơ quan sinh dục của em nó cũng có thể là nó có một cái trục trặc ở chỗ nào đấy chẳng hạn. Ví dụ thế, khiến cho em rất là sợ hãi cái cảm giác quan hệ tình dục, hoặc là khi em quan hệ tình dục em bị đau, em bị rát, em bị một cái sang chấn gì đấy nó làm cho em không thấy thoải mái, khiến em thấy sợ, thì em sẽ thấy lo ngại khi em thực hiện cái việc đấy. Nhưng mà một cái phần thứ hai nữa thì nó lại do là yếu tố tâm lý. Thế thì chị nghĩ rằng là em đã có một lần như vậy rồi thì nên cân nhắc khi mà mình sẽ quyết định trong cái lần thứ hai. Bởi vì nếu thực sự mình là người không ham muốn cái chuyện đấy mà mình lại tìm được một người mà người ta lại rất đam mê chuyện đấy hoặc là người ta rất coi trọng chuyện đấy thì thực sự là không có tiếng nói chung và cái điều đổ vỡ nó rất dễ xảy ra, nhất là đối với đàn ông nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Cháu muốn hỏi về vấn đề của hai vợ chồng bị cháu bị mắt ấy. Nếu muốn sinh con ra thì có ảnh hưởng gì không ạ? Hai vợ chồng bạn làm sao ạ? Thì mắt kém ạ. Vâng, hai vợ chồng đều mắt kém đúng không ạ? Và bây giờ thì các bạn băn khoăn là không biết là sinh con thì có bị di truyền như bố mẹ hay không đúng không ạ? Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ trả lời câu hỏi của bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Tôi chào bạn.
Vâng, chào bạn. Ừ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi mình? Cháu 21 tuổi. 21 à? Thế bạn đã kết hôn rồi à? Vâng. Ừ. Ừ, cả vợ cũng khiếm thị à em? Vâng, vợ cháu bị. Ừ, nếu muốn biết có di truyền hay không thì phải đi xét nghiệm gen ý, để tìm xem là cái gen bệnh đấy nó có nằm ở trên. Đợt cho cháu khám ở trên Hà Nội bệnh viện mắt trung ương thì bố cháu thì không bị bẩm sinh mà không di truyền này. Thế thì em yên tâm rồi, bởi vì thực ra rất nhiều người là cả hai bố mẹ đều bị khuyết tật nói chung cũng như là những cái khiếm thị, nhưng mà con họ hoàn toàn bình thường mà. Thế và đặc biệt là mình đã kiểm tra như thế mà bên y tế cũng đã đưa ra cái khả năng là của em không bị di truyền thì hai em hoàn toàn có thể yên tâm mà. Ừ, tuy nhiên thì tôi cũng muốn nói thêm một chút là nếu những cái người bình thường ấy, người ta đã có thai nó đã vất vả hơn rất nhiều rồi. Thế nhưng mà nếu mà vợ mà có thai ấy, mà đặc biệt là khi sinh em bé thì phải rất cần có sự hỗ trợ của người thân ấy, nhất là bố mẹ này rồi bố cả hai bên hoặc là anh chị em, nếu mà có điều kiện thì hỗ trợ được thì cho cả hai em thì rất là tốt. Mình nên chuẩn bị sẵn sàng tất cả những cái điều kiện để khi mà nó tương đối tốt một chút ý, nó đầy đủ một tí thì lúc đấy các em có con thì nó đỡ vất vả nhá. Thế còn nếu mà mình thiếu thốn quá hoặc là mình chưa sẵn sàng cho cái việc đấy mà mình có con ngay thì cuộc sống nó sẽ rất vất vả. Thế còn riêng về mặt y tế thì tôi nghĩ là có thể yên tâm được rồi nhá. Ừ, thế nhá. Ừ, chào em. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc các bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống và trong tình yêu. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải.